Chương 555, Khác uy hiếp ta, ta có tôn nghiêm. Chiêu Hòa Điện bên trong các quốc gia sứ thần đều đang đợi lấy nhìn Trầm Gia dòng chính như thế nào cùng Hạo Nguyệt Đế quốc sứ thần giao phong, Trầm Hạo một câu, hai nước ngưng chiến, trong nháy mắt để bọn hắn mừng rỡ không thôi. Mà lại, Trầm Gia dòng chính nói ra bốn chữ này, đơn giản, quả quyết, giống như là tại nói cho Hạo Nguyệt Đế quốc, nhất định phải ngưng chiến, không thể nghi ngờ, không hổ là Trầm Gia công tử, nói chuyện cũng là bá khí. Hạo Nguyệt Đế quốc phương diện, làm sao đáp lại đâu? Mọi người bắt đầu chờ mong, thân là Hạo Nguyệt Đế quốc phái đến sứ thần, Diệp Tiêu đứng lên, hắn giơ ly lên, nói, Hạo Nguyệt Đế quốc ở đây chúc mừng Trầm công tử tân hôn đại hỷ. Nói xong, ngửa đầu đem rượu uống vào đi, Trầm Hạo nhìn lấy hắn, cũng không có uống rượu. Diệp Tiêu đặt chén rượu xuống, nói Trầm công tử, Bắc Huyền đại lục chiến tranh chính là chuyện thế tục, giao chiến hay không, cùng ngài không có quan hệ gì a. Mọi người nghe vậy, ào ào ngạc nhiên. Một cái nho nhỏ sứ thần, cũng dám rượu. Diệp Tiêu đặt chén rượu xuống, nói Trầm công tử, Bắc Huyền đại lục chiến tranh chính là chuyện thế tục, giao chiến hay không, cùng ngài không có quan hệ gì a. Mọi người nghe vậy, ào ào ngạc nhiên. Một cái nho nhỏ sứ thần, cũng dám như thế chất vấn Trầm gia dòng chính, chẳng lẽ đại biểu Hạo Nguyệt Đế quốc thái độ. Mặc dù đối phương có Trầm gia chỗ dựa cũng không e ngại. Trầm Hạo nói, thế tục chiến tranh xác thực không có quan hệ gì với bản thiếu, nhưng là... Các người Hạo Nguyệt Đế quốc đánh lại là ta nữ nhân trưởng quản quốc gia, người nói cùng ta có quan hệ hay không đâu. Diệp Tiêu cười nói, Trầm công tử là cầm chính mình thân phận, đến uy hiếp ta Hạo Nguyệt Đế quốc. Trầm Hạo không có phủ nhận nói, người có thể cho rằng như vậy. Hai người thì đứng như vậy, tuy nhiên lẫn nhau mặt mỉm cười, thế nhưng là, chung quanh sứ thần lại cảm giác được bầu không khí có chút nghiêm túc. Một khắc này, tại chỗ tất cả mọi người rất bội phục Hạo Nguyệt Đế quốc cái này sứ thần, có đảm lượng cùng Trầm gia dòng chính nói như vậy. Mà cái này không thể nghi ngờ biểu dương một cái đế quốc thực lực. Diệp Tiêu tuổi trăng ngưng chiến, còn cần Ngô Hoàng đến quyết định. Trầm Hạo cười nhạt một tiếng, sau đó nâng chén uống rượu, ý vị thâm trường nói, chuyển cáo quý quốc quân chủ, bản thiếu trong khoảng thời gian này hội ở tại Bỉ Nguyệt quốc, nếu như hắn muốn khai chiến, Bỉ Nguyệt quốc tùy thời phụng bồi. Lời vừa nói ra, mọi người nhất thời minh bạch, Trầm gia dòng chính đây là tại cảnh cáo Hạo Nguyệt Đế quốc, nếu như mạo muội khai chiến, phụng bồi cũng không phải Bỉ Nguyệt quốc, mà chính là hắn. Tiệc cưới rất nhanh kết thúc, đến đây dự tiệc các lộ sứ thần ào ào cáo lui, không thể nghi ngờ, hôm nay nhân vật chính cũng không phải là hai vị tân nương, mà chính là Hạo Nguyệt Đế quốc sứ thần cùng Trầm gia dòng chính giao phong. Không có gì bất ngờ xảy ra. Ngày thứ hai, có quan hệ Diệp Tiêu cùng Trầm gia dòng chính trên yến tiệc đối chọi gay gắt, thành Tây vực thậm chí Bắc Huyền đại lục chỗ nghị luận tiêu điểm. Có người nhận vì cái này gọi Diệp Tiêu gia hỏa đang tìm cái chết, nếu như chọc giận Trầm gia dòng chính, rất có thể sẽ tại chỗ bị mạt sát. Cũng có cho rằng người này rất có đảm phách, Hạo Nguyệt Đế quốc thêm một cái không sai nhân tài. Thế mà, bởi vì đập vào Trầm gia dòng chính. Hạo Nguyệt Đế quốc coi như thức thời, chủ động lựa chọn ngưng chiến. Đáng tiếc, gọi là Diệp Tiêu sứ thần, mặc dù cầm giữ có đảm lực cùng cốt khí, lại cũng chỉ có thể bị Hạo Nguyệt Đế quốc quân chủ trừng phạt. Mọi người ào ào bàn tán sôi nổi. Hoàng thành trong phòng ngủ, Hoa Lăng nhìn lấy Hạo Nguyệt Đế quốc quân chủ ngưng chiến thủ tín. Cảm khái nói, Hạo Nguyệt Đế quốc vẫn là e sợ ngươi cái thân phận này. Chưa hẳn, Trầm Hạo lắc đầu nói, bọn họ chỉ là đang chờ đợi càng thời cơ tốt, một khi tìm tới cơ hội, tất nhiên sẽ duỗi ra răng nanh, một miệng nuốt quốc gia này. Hoa Lăng không nói, Bỉ Nguyệt quốc nguy cơ tuy nhiên tạm thời tiêu trừ, nhưng đói khát lão hổ chung quy có một ngày hội thức tỉnh, muốn sống sót, chỉ có thể ở đối phương ngủ say thời điểm vũ trang chính mình. Diệp Tiêu bởi vì ngươi, bị giáng chức, Hoa Lăng nói ra, Trầm Hạo cười cười. Hoa Lăng khó hiểu nói, cười cái gì? Trầm Hạo nói, dù sao cũng là nữ nhân a, nhìn sự tình quá một mặt. Hoa Lăng đại mi cau lại, Trầm Hạo giải thích nói, tao cũng là nữ nhân a, nhìn sự tình quá một mặt. Hoa Lăng đại mi cau lại, Trầm Hạo giải thích nói, Diệp Tiêu tuy nhiên bị giáng chức, thực thì đã được đến tán thành, tin tưởng không bao lâu, hắn sẽ ở Hạo Nguyệt Đế quốc quan trường có một phen đại thành tựu. Hoa Lăng hơi hơi trầm ngâm, tựa như minh bạch cái gì, nói tiệc cưới phía trên, các ngươi đang diễn trò. Trầm Hạo cười nói, ngươi còn thật thông minh. Hoa Lăng lườm hắn một cái. Trầm Hạo nói, Diệp Tiêu tuyển đường, cần phải có người đi làm nền, mà ta chính là cái kia trải đường người, Hạo Nguyệt Đế quốc cũng sẽ không nhìn có gan phách người. Hoa Lăng im lặng nói, ngươi là đang giúp ngươi địch nhân. Trầm Hạo lắc đầu nói, theo như nhu cầu thôi, có ý tứ gì? Hoa Lăng có chút như lọt vào trong sương mù. Trầm Hạo liền nói, Diệp Tiêu cần một lần cơ hội biểu hiện, hướng Hạo Nguyệt Đế quốc chứng minh chính mình giá trị. Mà ta cũng cần một cơ hội, đến cho thấy ta lập trường, Diệp Tiêu chứng minh chính mình, Hạo Nguyệt Đế quốc cũng biết ta lập trường, giúp hắn, tương đương giúp ta.
Hoa Lăng nghe vậy, bừng tỉnh đại ngộ, rất chu đáo, lại cùng Diệp Tiêu biểu diễn như vậy rất thật, thật sự là một thiên tài, nếu như bị Nguyệt Quốc đối mặt dạng này đối thủ, coi như cho 20 năm cơ hội phát triển, chỉ sợ đều khó mà chống lại. Bệ hạ, thần trước cáo từ, Trầm Hạo chắp tay nói. Hoa Lăng thì ngăn lại nói, chờ một chút, ta còn có việc muốn hỏi ngươi. Chuyện gì, cái kia, Hoa Lăng thấp giọng nói, ngươi đã tại trước mặt mọi người cưới hai cái, tổng nên có cái tới trước tới sau đi. Trầm Hạo ngạc nhiên, nói, xin nhờ, chúng ta cũng là diễn xuất. Ta đương nhiên biết, Hoa Lăng nói, nhưng tốt xấu cũng gả cho ngươi, mà lại, hiện tại cả nước bách tính đều đang nghị luận ta cùng nữ nhân kia lớn nhỏ. Còn có việc này, Trầm Hạo chú ý là Hạo Nguyệt Đế Quốc, cũng không có ý thức được Bỉ Nguyệt Quốc trên dưới cũng đang thảo luận trong hôn lễ cưới hai nữ nhân sự tình, cũng một mực hiếu kỳ, nữ đế cùng cái kia nhược ra nữ tử danh phận người nào đại người nào tiểu. Hoa Lăng nói, ta thế nhưng là đường đường nhất quốc chi quân, trên danh phận khẳng định phải so cái kia nhược ra nữ tử cao. Thật phiền phức, Trầm Hạo trầm mặc, đúng vậy a, trong lòng mình đâu chỉ một cái Mộ Dung Liên Nguyệt, còn có cái kia đã rời đi rất nhiều năm, thủy chung không tin tức Cổ Tâm Di, nàng hiện tại cũng đã trở lại thế giới của mình, chắc là qua rất tốt. Nghĩ đến đây, Trầm Hạo đi ra tẩm cung, nâng bài nhìn về phía thương khung, trong đầu nhớ lại cùng nữ nhân kia cùng một chỗ trí nhớ, là ấm áp, cũng là đắng chát. Xa xôi tinh vực, Cổ Tâm Di ngồi ngay ngắn ở Hoa Lệ cung điện trên bảo tọa, hai đầu lông mày có mấy phần thương tâm, 3 năm qua, nàng tướng mạo chưa từng cải biến, khí chất lại càng cao quý lên, dù sao, giờ phút này nàng sớm đã là một cái vị diện nữ vương. 3 năm, Cổ Tâm Di thấp giọng nỉ non, khiển trách hắn chắc là biến đến càng mạnh. Tỷ, ngay tại lúc này, Cổ Bá Đạo đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, nhếch miệng cười nói, có chuyện ta phải nói cho ngươi. Cổ Tâm Di khẽ nhíu mày, nói, đã nói bao nhiêu lần rồi, nơi này không thể lớn tiếng ồn ào. Cổ Bá Đạo le lưỡi một cái nói, bên ngoài lại tới mấy cái vị diện công tử ca, muốn hướng người cầu hôn đây. Tâm Di đại mi cau lại, nói, oanh ra ngoài. Cổ Bá Đạo nói, tỷ, những thứ này vị diện công tử ca đều là thiên chi con cưng, tùy tiện một cái liền có thể nhẹ nhõm dây mất tiểu tử kia, ngươi nên suy nghĩ kỹ càng a. Ai u, hắn nói còn chưa dứt lời, liền bị Cổ Tâm Di nắm lỗ tai, tỷ ngươi sự tình, còn chưa tới phiên ngươi quan tâm, nhanh đem đám kia cầu hôn người oanh ra ngoài, không phải vậy, ta liền đem ngươi nhìn lén cung nữ tắm rửa sự tình nói cho Di Nương. Tỷ, ngươi không thể tổng cầm sự kiện này uy hiếp ta, ta cũng là có tôn nghiêm. Cổ Bá Đạo vẻ mặt đau khổ nói, tôn nghiêm, Cổ Tâm Di đứng người lên, nói, vậy được rồi, ta hiện tại liền đi tìm Di Nương, nói cho các nàng biết. Cổ Bá Đạo vội vàng nói, đừng đi, đừng đi, ta cái này đi đem đám người kia đánh chạy. Ra tay hung ác điểm, được rồi, chương 556, công tích vĩ đại, bất thế chi huân. Trầm gia dòng chính cùng nữ đế hôn lễ kết thúc một đoạn thời gian, Hạo Nguyệt Đế quốc phương diện tuyên bố ngưng chiến, quốc gia khác cũng tiến vào điểm. Được rồi, chương 556, công tích vĩ đại, bất thế chi huân. Trầm gia dòng chính cùng nữ đế hôn lễ kết thúc một đoạn thời gian, Hạo Nguyệt Đế quốc phương diện tuyên bố ngưng chiến, quốc gia khác cũng tiến vào ngắn ngủi ngưng chiến giai đoạn, toàn bộ Tây vực trong nháy mắt biến đến bình tĩnh lên. Có điều, Hoa Lăng cũng hiểu được, đây chỉ là trước bão táp tịch bình tĩnh. Tây vực chư quốc ở giữa duy trì mấy trăm năm thăng bằng, sớm đã có vết rách, sớm muộn có một ngày, toàn bộ Tây vực quyết chiến lửa ngút trời, có dã tâm kiêu hùng, tất nhiên nhất thống Tây vực, sáng tạo mới bố cục. Đây không phải Hoa Lăng tự dưng phỏng đoán, bởi vì 5.000 năm trước, Tây vực xuất hiện một quốc gia, tên là Tần Quốc. Quân chủ Tần Đế dẫn 100 vạn hùng binh, lấy không thể cản phá chi thế quét ngang toàn bộ Tây vực, thành lập Đại Tần Đế quốc, uy trấn Bắc Huyền Đại Lục. Đại Tần Đế quốc thống trị Tây vực ngàn năm, sau bởi vì hoàng tử ở giữa tranh quyền sụp đổ, hình thành vô số vương quốc, mấy trăm năm về sau, đệ nhất quân chủ Minh Đế quét ngang Tây vực, thành lập Đại Minh Đế quốc, thống ngự Tây vực, thì quyền sụp đổ, hình thành vô số vương quốc, mấy trăm năm về sau, đệ nhất quân chủ Minh Đế quét ngang Tây vực, thành lập Đại Minh Đế quốc, thống ngự Tây vực, thế mà lịch sử có kinh người tương tự, Đại Minh Đế quốc sụp đổ đồng dạng cũng là chính quyền tranh đoạt. Vạn năm xuống tới, Tây vực đã bị mười mấy tên hùng tài đại lược quân chủ nhất thống, nhưng là không có bất kỳ cái gì một cái đế quốc có thể trường thịnh bất suy, kết quả cuối cùng đều là bao phủ tại dòng sông lịch sử xuống. Bây giờ, Tây vực đã tách rời mấy trăm năm, dựa theo lịch sử luật thép, hợp lâu tất phân, phân lâu tất hợp, có lẽ ít ngày nữa sẽ xuất hiện có 102 quân chủ, tiếp nhận tiên hiền ánh sáng, nhất thống Tây vực, thành lập bất thế công huân. Hoa Lăng nói đến đây, trong đôi mắt đẹp lóe ra dị sắc, dường như nhìn đến thiết mã kim qua, dòng đuổi xa trường đế vương, dường như mắt thấy Tần Đế, Minh Đế bọn người đứng tại to lớn trước cung điện, bệ nghệ thiên hạ khí thế. Thế mà, ngay lúc này,
Trầm Hạo bĩu môi nói, nhất thống Tây Vực, thì bất thế công huân, người để ý muốn quá giá rẻ. Hoa Lăng lấy nói, làm sao cũng phải nhất thống Bắc Huyền Đại Lục mới tính công tích vĩ đại, mới tính bất thế chi huân nha. Nhất thống Bắc Huyền Đại Lục, Hoa Lăng trợn mắt một cái, nói, nằm mơ. Trầm Hạo nói, đây là lý tưởng. Hoa Lăng bĩu môi nói, không phải không người nghĩ tới muốn xưng bá đại lục, năm đó binh hùng tướng mạnh Đại Tần Đế Quốc, muốn tấn công Tây Nam Vực, mở rộng Tây Vực địa bàn, kết quả 1 triệu hùng sư xuất chinh, lại bị mười mấy cái gia tộc giết đến người ngã ngựa đổ, sau cùng thất bại mà về. Còn có việc này, Trầm Hạo ngạc nhiên nói, đại lục không phải văn bản rõ ràng quy định, võ giả không được tự tiện can thiệp thế tục chiến tranh sao? Hoa Lăng lắc đầu, nói, loại quy định này chỉ giới hạn ở chính mình khu vực, nếu có thế lực nhúng chàm khác khu vực, bị công kích võ giả có thể phản kháng, thậm chí, khác khu vực võ giả cũng có thể đến đây viện trợ. Thì ra là thế, Trầm Hạo minh bạch, Hoa Lăng liền nói, muốn nhất thống Bắc Huyền Đại Lục, thì phải làm cho tốt đối địch với thế giới chuẩn bị. Đối địch với thế giới. Trầm Hạo nỉ non, chợt cười nói, cái này với nhất thống Tây Vực, tự nhiên cũng nghĩ qua nhất thống thiên hạ, dù sao, mỗi người đều có tưởng tượng quyền lợi, nhưng là, tưởng tượng không phải là mộng tưởng, Hoa Lăng hiện tại chỉ hy vọng có thể bảo hộ quốc gia mình không nhận ngoại nhân khi nhục. Không muốn nhất thống thiên hạ quân vương, không phải tốt quân vương. Trầm Hạo nhếch miệng cười nói, Hoa Lăng liếc nhìn hắn một cái, nói, tựa như là ta đang hỏi ngươi a, có muốn hay không nhất thống thiên hạ, đúng thế, Hoa Lăng không còn cách nào khác. Trầm Hạo thu hồi mỉm cười, hơi chút trầm ngâm, chân thành nói, nếu vì thân nhân cùng huynh đệ, ta cần phải biến đổi đến mức cường đại dị thường, có lẽ sẽ đi làm như thế. Cát, Hoa Lăng nói, thật sự cho rằng nhất thống thiên hạ là kiện rất chuyện dễ dàng a. Trầm Hạo thì cười nói, với ta mà nói, không có chuyện không có khả năng, chỉ có nguyện ý hay không đi làm. Hoa Lăng nói, nguyên lai ngươi cuồng vọng như vậy tự đại. Trầm Hạo bẻ quyệt miệng, đột nhiên thở dài nói, ai, hiện tại Tây Vực ở vào ngưng chiến giai đoạn. Ta cái này trên danh nghĩa phu quân, còn phải bốn phía đi làm. Hoa Lăng nói, nguyên lai ngươi cuồng vọng như vậy tự đại. Trầm Hạo bẻ quyệt miệng, đột nhiên thở dài nói, ai, hiện tại Tây Vực ở vào ngưng chiến giai đoạn, ta cái này trên danh nghĩa phu quân, còn phải bốn phía bôn ba vì ngươi chủ tiền, thật là thiếu gia thân thể, chạy đường mệnh. Nói xong, phất phất tay, nói tốt, ta muốn đi cho ngươi chủ tiền đi. Chờ một chút, Hoa Lăng vội vàng ngăn lại, Trầm Hạo tựa hồ minh bạch cái gì. Lúc này hành lễ, nói, bệ hạ, thần cáo từ. Hoa Lăng đi tới, nói cảm ơn, là nam nhân này xuất hiện, thay đổi Bỉ Nguyệt quốc sắp bị diệt cục diện, là nam nhân này, để nhìn chằm chằm Hạo Nguyệt đế quốc đình chỉ tiến công tốc độ, câu này từ đáy lòng, cảm ơn, nàng thực đã sớm muốn nói, chỉ là không tìm được phù hợp cơ hội. Trầm Hạo cười trêu chọc nói, chúng ta là phu thê, nói cảm ơn không khách khí sao. Hoa Lăng lại tới gần một bước, nháy mắt nói, không có đêm động phòng hoa trúc, được cho phu thê sao. Nhấp nhô mùi thơm ngát nhào tới trước mặt, khiến cho người tâm thần thanh thản, càng nhìn lấy giống như trong muôn hoa cao quý mẫu đơn, bất kỳ nam nhân nào tới tiếp xúc gần gũi, chỉ sợ đều rất khó bình tĩnh xuống tới. Có ý tứ gì, Trầm Hạo nỗ lực để cho mình bảo trì chấn định, nếu như không là sợ cái này nữ nhân chuyện cười, hắn sợ rằng sẽ chật vật chạy trốn. Hoa Lăng còn là lần đầu tiên nhìn đến Trầm Hạo câu nệ như vậy, mặt mày hớn hở, nhẹ nhàng nâng lên tay ngọc khoác lên trên bả vai hắn, cái đầu nhỏ đi tới. Bờ môi dán ghé vào lỗ tai hắn, thổ khí như lan đẻ ép thanh âm nói, ngươi cứ nói đi. Đây là trần trụi dụ, nghi ngờ. Bất luận cái gì nam nhân bình thường đều khó mà chống cự, nhưng là hết lần này tới lần khác, Trầm Hạo lại lui về phía sau một bước cùng Hoa Lăng giữ một khoảng cách, nghiêm túc nói, bệ hạ, xin tự trọng. Phốc phốc, Hoa Lăng đột nhiên cười rộ lên, nàng như thế cười một tiếng, để Trầm Hạo bị thương rất nặng, chẳng lẽ mình biểu hiện rất áp chế, để cái này nữ nhân chế giễu. Nếu như Trương Kiến Hồng cùng Tiền Như Sơn tại chỗ, nhất định sẽ điểm trăm miệng một lời, người vừa mới biểu hiện vô cùng kém cỏi, cái này vẫn là nhân chế giễu. Nếu như Trương Kiến Hồng cùng Tiền Như Sơn tại chỗ, nhất định sẽ điểm trăm miệng một lời, người vừa mới biểu hiện vô cùng kém cỏi, cái này vẫn là chúng ta trong suy nghĩ tán gái cao thủ sao? Tán gái cao thủ, Trầm Hạo theo không cho là như vậy, thậm chí, hắn cho là mình rất chuyên tình, tâm lý chí ít chỉ có. Ân, thì hai nữ nhân, hắn đều không cân nhắc qua. Tỷ như trước mắt Hoa Lăng, tỷ như Nhược Lan. Hoa Lăng nói, người biết không, sử quan đã đem chúng ta hôn lễ ghi vào trên sử sách, mặc dù chỉ là một cảnh phim, nhưng đối người hậu thế mà nói, người ta chính là phu thê. Trầm Hạo cười nói, chỉ là Trầm gia dòng chính, ta một thân phận khác. Có đúng không, Hoa Lăng thấp giọng nói, nhưng là ta biết, đó là ngươi. Trầm Hạo lắc lắc đầu nói, ta đi. Hoa Lăng trêu chọc nói, không lưu lại đến bồi chấm đi ngủ a.
Trầm Hạo bại lui, mà khi hắn rời đi tẩm cung, thì thật sâu thở một hơi dài nhẹ nhõm. Nói thật, Hoa Lăng vừa mới đem hắn chỉnh có chút chật vật, cái này nữ nhân, Trầm bồi chấm đi ngủ a. Trầm Hạo bại lui, mà khi hắn rời đi tẩm cung, thì thật sâu thở một hơi dài nhẹ nhõm. Nói thật, Hoa Lăng vừa mới đem hắn chỉnh có chút chật vật, cái này nữ nhân, Trầm Hạo khó chịu nói, thật sự là quá đáng giận. Chương 557, vô hình giao phong, ngắn hạn tu hành. Trầm Hạo rời đi hoàng thành, dự định đi chiêu bảo cửa hàng, nhìn xem mấy chục triệu khoản tiền lớn phải chăng xung quanh chuyển tới, bất quá, làm hắn vừa mới đi tới quân đoàn thứ 9 trụ sở, lại phát hiện Trương Kiến Hồng cùng Tiền Như Sơn bọn người đứng tại diễn võ trường phía trên. Chuyện gì xảy ra? Trầm Hạo linh niệm quét qua, lúc này khóe miệng co giật, bởi vì trong diễn võ trường ở giữa vị trí, Lãnh Đoạn ngạo nghễ mà đứng, hắn đứng đối diện là Trầm gia thiên tài bảng xếp hạng thứ 2 Trầm Mạc. Hai người khí chất tương tự, đều rất cao ngạo, bây giờ đứng chung một chỗ, loại kia, người thiếu nợ ta tiền, bầu không khí càng mãnh liệt. Có ý tứ, Trầm Hạo cười rộ lên, huynh đệ mình đối kiếm si mê là công nhận, trước đây không lâu quần anh trên, bá khí miểu sát Tôn gia cường giả, càng chứng minh 3 năm qua, đối với kiếm pháp lĩnh ngộ lại đề cao không ít, Trầm Mạc càng là có thể lấy cảnh giới thứ 3 đỉnh phong thực lực chống lại Tề gia thái trưởng lão. Hai cái kiếm đạo thiên tài gặp gỡ, hội có cái gì đặc sắc quyết đấu? Trầm Hạo rất chờ mong. Trương Kiến Hồng cùng Tiền Như Sơn bọn họ đồng dạng chờ mong. Thế mà, sụp đổ là, Lãnh Đoạn cùng Trầm Mạc đứng tại diễn võ trường phía trên, bốn mắt nhìn nhau, từ đầu đến cuối không có xuất thủ, thời gian dường như đứng im, chỉ bất quá, bọn họ quanh thân bao phủ sắc bén kiếm khí. Hai người bọn họ đang làm lông, Trương Kiến Hồng hét lên, Tiền Như Sơn nâng cằm lên, nghiêm túc nói, trong lúc vô hình kiếm đạo quyết đấu. Cát, Trương Kiến Hồng bĩu môi nói, trong lúc vô hình trang bê đi. Tiền Như Sơn không phản bác được, người huynh đệ này có thể. Trầm Hạo yên lặng quan sát thời khắc, kiếm hồn truyền đến thanh âm, trong ngôn ngữ có tán đồng. Giác tỉnh đầu thứ tư long hồn thời điểm tại Trầm gia, kiếm hồn cũng chưa thấy qua Lãnh Đoạn, chỉ nghe cho là rất khó được kiếm đạo thiên tài. Trầm Hạo cười nói, ta mấy cái này huynh đệ cũng có thể. Cái này lời mặc dù nói có chút ngạo nghễ, lại làm cho kiếm hồn rất tán đồng, bốn cái huynh đệ đều có chỗ đặc biệt, Trương Kiến Hồng thân thể cường hãn, Vương Tiến tinh diệu tiến pháp, Tiền Như Sơn như gió tốc độ, cùng Lãnh Đoạn kiếm đạo. Những thứ này khác biệt năng lực, ngừng tập hợp một chỗ, tất nhiên sẽ sinh ra cường đại lực lượng, như trước đây không lâu đối chiến Tàng Ngạo, huynh đệ ba người hỗ trợ lẫn nhau, phối hợp ăn ý, hoàn toàn có thể trọng thương đối thủ. Bất quá, kiếm hồn nghiêm túc nói, tiểu tử, các ngươi còn là quá yếu, đụng phải cường giả chân chính chỉ có chịu chết phần, lúc này vẫn là mau chóng tăng cao tu vi đi. Trầm Hạo gật gật đầu, chính mình cùng huynh đệ quá yếu. Dù cho nhưng đã cầm giữ có thể chiến cảnh giới thứ 3 thực lực, nhưng ở cái này phía trên còn có cảnh giới thứ 4, còn có cảnh giới thứ 5. Huống hồ, chính mình còn muốn mang theo huynh đệ trèo lên tiên giới. Nghĩ đến đây, Trầm Hạo quay người rời đi. Lãnh Đoạn cùng Trầm Mạc thắng bại hắn không quan tâm, cái kiếm đạo cao thủ đồng dạng không quan tâm thắng bại, bọn họ càng hưởng thụ kiếm đạo giao đấu quá trình. Đây mới thực là kiếm khách, chiêu bảo cửa hàng, Trầm Hạo lần nữa đến chỗ này, mà Lam Y Y sớm đã chờ đã lâu. Trầm công tử, tân hôn đại hỷ, Lam Y Y cười nói, Trầm Hạo hồi cười nói, Lam cô nương, 30 triệu nhưng là đã chuẩn bị đầy đủ. Lam Y Y lấy ra mấy chục mai không gian giới chỉ, nói, nơi này cùng sở hữu 30 mai không gian giới chỉ, mỗi cái trong giới chỉ lưu trữ lấy 1 triệu ngân lượng, mà cái này một chiếc nhẫn thì lưu trữ lấy 100 phần luyện chế hiểu ra đan tài liệu. Trầm Hạo âm thầm líu lưỡi, không hổ là chiêu bảo cửa hàng, vậy mà dùng nhiều như vậy không gian giới chỉ đem chứa tiền. Mà lại, mới mấy ngày thì thu thập 100 phần hiểu ra đan tài liệu luyện chế. Tạ, Trầm Hạo không chút khách khí đem giới chỉ thu lại, làm hắn cáo từ thời khắc, Lam Y Y thì cười nói, Trầm công tử, còn mời làm phiền ngươi, trong khoảng thời gian này không nên quên cung cấp càng nhiều đan dược. Yên tâm đi, Trầm Hạo nói, mỗi tháng đầu tháng, khoảng thời gian này không nên quên cung cấp càng nhiều đan dược. Yên tâm đi, Trầm Hạo nói, mỗi tháng đầu tháng, ta sẽ đúng lúc đưa lên hiểu ra đan, mà lại, vì cảm tạ quý hội. Bản thiếu cùng lúc phụ tặng một số hắn đan dược. 30 triệu khoản tiền lớn, đối bị Nguyệt Quốc tới nói phi thường trọng yếu, chiêu bảo cửa hàng có thể mượn, để Trầm Hạo rất cảm kích, cho nên, hắn không để ý cho đối phương một chút chỗ tốt. Lam Y Y mừng rỡ không thôi, chính mình quả nhiên không có cực sai, 30 triệu mặc dù là khoản tiền lớn, khả năng kết tốt Trầm gia dòng chính, về sau tất nhiên có càng đại hồi báo. Đúng, Lam Y Y nói, Trầm công tử, sau một tháng, chúng ta chiêu bảo cửa hàng sẽ ở Thiên Cổ Thành công khai đấu giá hiểu ra đan, cũng sẽ bán ra chân quý hy hữu bảo vật, đến lúc đó ngài nhất định phải tới cổ động nha. Nghe đến chân quý hy hữu bảo vật,
Trầm Hạo ánh mắt hơi hơi chớp lóe, lúc này cười nói, được. Đây là ta Chiêu Bảo cửa hàng Tử Kim thẻ khách quý, Trầm công tử nhưng là bằng này thẻ, tùy ý tiến vào sàn bán đấu giá. Lam Y Y đem một trương tử như thế một số tiền lớn, xài như thế nào, dùng như thế nào, đều không phải là hắn chỗ quan tâm sự tình, bởi vì hắn chỉ phụ trách vay tiền. Xác thực nói, Nghỉ Nguyệt Quốc về sau làm sao phát triển, hắn không tham dự, bởi vì, hắn không hy vọng Hoa Lăng tổng theo dựa vào chính mình, quốc gia này là nàng, nàng nhất định phải gánh vác lên nên có trách nhiệm đến, lại giả thuyết, chính mình đối quốc chính cũng không hiểu, muốn giúp cũng giúp không được. Trầm Hạo lần nữa trở lại quân đoàn thứ 9. Lãnh Đoàn cùng Trầm Mặc hai người vẫn đứng tại diễn võ trường phía trên, lẫn nhau nhìn nhau, quanh thân bao phủ kiếm khí, Trương Kiến Hồng cùng Tiền Như Sơn đám người đã ào ào rời đi, dù sao, ai cũng không nguyện ý ngây ngốc nhìn hai người ngây ngốc đứng đấy. Bọn họ đều là kiếm đạo thiên tài, trận này kiếm khí giao phong, chỉ sợ không có mấy ngày không cách nào quyết ra thắng bại tới. Trầm Hạo lắc đầu, tiếp theo đi hướng quân doanh, từ khi trở lại Bắc Huyền Đại Lục, Trầm Hạo trọng tâm một mực đặt ở Bỉ Nguyệt Quốc cùng thành lập ám táng phía trên. Cơ hồ không có tu luyện qua, cảnh giới vẫn là cảnh giới thứ 3 ngũ trọng đỉnh, cảnh giới cao hơn, tốt đối mặt ngày sau đối thủ mạnh mẽ. Tuy nhiên không sao cả đi để ý võ đạo, nhưng Trầm Hạo linh hồn nhưng thủy chung tại Cửu Khiếu Linh Lung Tháp Nether đêm không ngừng tu luyện, làm hắn tĩnh hạ tâm, bản thể cùng linh hồn hòa làm một thể, đột phá suy nghĩ trong nháy mắt xông lên đầu. Chỉ một lát thần, Trầm Hạo tu vi liền từ ngũ trọng bước vào 6 tầng, hết thảy đều là như vậy một cách tự nhiên. Hiện tại ta, nếu như không dựa vào long hồn chi lực, vẫn không cách nào cùng những gia tộc kia đỉnh phong cao thủ chống lại, nhất định phải nhanh tăng lên. Trầm Hạo dự định tiến hành ngắn hạn tu hành. 3 ngày sau, Lãnh Đoạn cùng Trầm Mạc giao đấu kết thúc, đến mức thắng bại, không có người đi hỏi thăm, bởi vì không có tại cần thiết này, hai người căn bản quan tâm thắng thua. Tiếp đó, Trương Kiến Hồng cùng Tiền Như Sơn mấy người cũng bắt đầu chuyên chú vào tu hành, mà lại, theo Trầm Hạo cùng một chỗ tiến vào Cửu Khiếu Linh Linh Tháp tiến hành tu luyện. Như thế, tu vi đề cao khẳng định phải so 3 năm luyện một mình nhanh rất nhiều. Chương 558, đan dược ra đời, oanh động đại lục. Tự phía trên cải cách. Đây hết thảy đều không có quan hệ gì với Trầm Hạo, giờ phút này hắn đã cùng các huynh đệ bắt đầu bế quan tu luyện, hướng về cảnh giới cao hơn đột phá. Thời gian như thoi đưa, thoáng qua tức thì. Một tháng sau, Thiên Cổ Thành lại nghênh đón một trận thịnh yến, cái kia chính là Chiêu Bảo cửa hàng bao năm qua một giới chân phẩm đấu giá sắp cử hành. Không giống với những năm qua, lần này Chiêu Bảo cửa hàng chủ yếu đỉnh phong chân phẩm chính là hoàng cửu phẩm đan dược Hiểu Gia Đan. Nghe nói, viên thuốc này có ngũ thành tỷ lệ để võ giả đột phá thối thể cảnh, một lần hành động bước vào cảnh giới thứ 2. Tăng lên đẳng cấp đan dược tại Bắc Huyền Đại Lục không phải không xuất hiện qua, nhưng là loại đan dược này lớn nhất tai hại cũng là tác dụng phụ quá lớn, tỷ như tên là khí đan tăng lên dược vật, có thể tăng lên đẳng cấp, đại giới là tu vi vĩnh viễn ngừng bước không tiến, thậm chí còn có thể giảm thọ. Dù là loại đan dược này chỉ bán vài trăm dặm, bình thường võ giả cũng sẽ không đi mua sắm, bởi vì cái này hoàn toàn là tự chui đầu vào giỏ hành động. Như vậy, Chiêu Bảo cửa hàng ném ra hàng chủ yếu đỉnh phong chân phẩm chính là hoàng cửu phẩm đan dược Hiểu Gia Đan. Nghe nói, viên thuốc này có ngũ thành tỷ lệ để võ giả đột phá thối thể cảnh, một lần hành động bước vào cảnh giới thứ 2. Tăng lên đẳng cấp đan dược tại Bắc Huyền Đại Lục không phải không xuất hiện qua, nhưng là loại đan dược này lớn nhất tai hại cũng là tác dụng phụ quá lớn. Tỷ như tên là khí đan tăng lên dược vật, có thể tăng lên đẳng cấp, đại giới là tu vi vĩnh viễn ngừng bước không tiến, thậm chí còn có thể giảm thọ. Dù là loại đan dược này chỉ bán vài trăm dặm, bình thường võ giả cũng sẽ không đi mua sắm, bởi vì cái này hoàn toàn là tự chui đầu vào giỏ hành động. Như vậy, Chiêu Bảo cửa hàng ném ra ngoài Hiểu Gia Đan. Không hề nghi ngờ, Bắc Huyền Đại Lục triệt để vỡ tổ, không tác dụng phụ, ngũ thành tỷ lệ tăng lên cảnh giới thứ 2, đối với rất nhiều bị nhốt thối thể cảnh. Thọ nguyên gần võ giả mà nói, không thể nghi ngờ là cây cỏ cứu mạng. Đương nhiên, tâm động còn có các đại gia tộc bọn họ đồng đều có rất nhiều kiệt xuất dòng chính, nếu như có thể phục dụng viên thuốc này, nhanh chóng bước vào cảnh giới thứ 2 trước thêm nhiệt tuyên truyền, truyền khắp Bắc Huyền Đại Lục. Đương nhiên, cũng có người đưa ra nghi vấn, cho rằng đây là Chiêu Bảo cửa hàng ác tục mánh lới, trên đời cái kia có như thế loại đan dược này. Mặt đối nghi vấn, Chiêu Bảo cửa hàng lúc này lấy ra 10 khỏa Hiểu Gia Đan. Miễn phí đưa tặng 8 cái khu vực bên trong 10 gia tộc, để bọn hắn dám chứng thật giả. Mới đầu, 10 cái nhận lấy gia tộc, mang trong lòng nghi hoặc, nhưng cuối cùng vẫn để chính mình dòng chính dùng thử. Kết quả, kẻ tại thối thể cảnh đỉnh phong 10 cái phổ thông dòng chính toàn bộ đột phá cảnh giới thứ 2. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Bắc Huyền Đại Lục sôi trào, rất nhiều gia tộc càng là ào ào bái phỏng Chiêu Bảo cửa hàng, nguyện ý dùng nhiều tiền trực tiếp lũng đoạn Hiểu Gia Đan, sau cùng lại bị cự tuyệt. Bất đắc dĩ chờ đợi sau đó không lâu cử hành buổi đấu giá.
Muốn nói kinh hãi nhất, không phải Bắc Huyền Đại Lục võ giả, mà chính là Chiêu Bảo cửa hàng, riêng là Lam hội trưởng cùng Lam Y Y hai người, bởi vì, căn cứ Trầm Gia dòng chính nói, hiểu ra đan xác suất thành công vì ngũ thành, nhưng là 10 người phục dụng, toàn bộ tấn cấp không một thất bại, đội trưởng trực tiếp tăng lên tới đỉnh phong chân phẩm cấp bậc, chờ đợi buổi đấu giá mở ra võ giả càng là gấp không thể chờ, các đại gia tộc cũng là chuẩn bị sẵn sàng. Cho nên, một tháng sau hôm nay, Thiên Cổ Thành bên trong đến từ ngũ hồ tứ hải võ giả nhiều không kể xiết, mà sớm tại 7-8 ngày trước, nội thành khách sạn cùng tử lâu đều đã đầy ngập khách, rất nhiều võ giả càng là giá cao thuê bình dân phòng. Nhiều như vậy võ giả tràn vào Thiên Cổ Thành, mang đến kinh tế hiệu quả và lợi ích là to lớn. Mà lại, không cần đi lo lắng có người hội trong thành nháo sự, bởi vì Chiêu Bảo cửa hàng hàng năm mở ra buổi đấu giá, đều sẽ mời cao thủ, giờ này khắc này, nội thành đã có mấy danh cảnh giới thứ tư cao thủ tọa chấn. Bất luận cái gì gây chuyện thị phi võ giả kẻ nhẹ khu trục, trọng giả trực tiếp mặt sát. Đương nhiên, Chiêu Bảo cửa hàng mời cao thủ tọa chấn, vẽ vời cho thêm chuyện ra. Tiến vào Thiên Cổ Thành võ giả không sẽ chọc cho sự tình quấy rối, bởi vì bọn hắn biết, Bỉ Nguyệt Quốc nữ đế hôn phu là Trầm Gia dòng chính, mà người này thì trong thành, người nào chán sống, dám ở chỗ này kiếm chối, bởi vì bọn hắn biết, Bỉ Nguyệt Quốc nữ đế hôn phu là Trầm Gia dòng chính, mà người này thì trong thành, người nào chán sống, dám ở chỗ này kiếm chuyện. Mọi người kiêng kỵ Trầm Gia dòng chính, Chiêu Bảo cửa hàng ở vào kính trọng, đem bao năm qua một giới buổi đấu giá định tại Thiên Cổ Thành, thậm chí, đã cùng nữ đế hiệp thương tốt, buổi đấu giá cùng ngày, ích lợi một thành lợi nhuận vì thu thuế nộp lên trên Bỉ Nguyệt Quốc. Hoa Lăng mừng rỡ không thôi, trong nội tâm nàng cũng rõ ràng, Chiêu Bảo cửa hàng chỗ lấy tại Thiên Cổ Thành tổ chức buổi đấu giá, đồng thời cam nguyện nộp thuế, là bởi vì Trầm Hạo, mà chính mình thiếu hắn chỉ có càng ngày càng nhiều. Trầm Hạo, ta thiếu ngươi nhiều như vậy. Lấy thân báo đáp cũng đổi không hết. Trong tầm cung, Hoa Lăng trong con ngươi lóe ra phức tạp. Thiên Cổ Thành bên trong, Trầm Hạo một người đi tại chen chúc trên đường phố, nhìn lấy rất nhiều võ giả hoặc là đàm luận hiểu ra đan, hoặc là chọn mua binh khí, thầm nghĩ, Chiêu Bảo cửa hàng còn thật lợi hại, ngắn ngủi một tháng, liền tránh ra ngộ đan vang vọng Bắc Huyền Đại Lục. Hôm nay hắn xuất quan, một tháng luyện, cảnh giới đã vững chắc tại quy nguyên cảnh 6 tầng, đến mức đột phá thất trọng. Bởi vì mấy cái long hồn tại thân duyên cớ, chỉ sợ còn phải cần một khoảng thời gian. Tránh ra, tránh ra. Ngay tại lúc này, trên đường phố truyền đến tiếng giống, Trầm Hạo quay người nhìn qua, liền gặp một đám trang phục võ giả đi tới, một tên công tử áo gấm tại chen chúc phía dưới chậm rãi tới. Công tôn gia ba đời dòng chính, mọi người ào ào tránh đi, nhỏ giọng nghị luận. Công tôn gia, Trầm Hạo hơi hơi hoảng hốt. Gia tộc này hắn nghe nói qua, tại Bắc Huyền Đại Lục thuộc về tối cao cấp. Đế quân thành tứ đại gia tộc gặp cũng muốn cúi đầu khom lưng. Có thể nói, Công Tôn gia là Bắc Huyền Đại Lục nhất lưu thế lực, gần với ẩn thế 10 cái thế lực. Đương nhiên, loại này nhất lưu thế lực còn có không ít, mà lại, giờ phút này, những gia tộc này võ giả đều tại Thiên Cổ Thành. Mau nhìn, Đông Nam vực Triệu gia, Trầm Hạo đi trên đường, lại nhìn đến nhất lưu gia tộc võ giả, mà lại, cùng trước đó Công Tôn gia dòng chính một dạng, gia tộc này đi tới, mọi người ào ào để được. Trong câu cao lớn võ giả chạm mặt tới. Mấy người kia đến từ Bắc vực Cao gia, có lẽ là tên duyên cớ, từng cái lớn lên hơn 2 mét, hình thể khôi ngô, khiến người ta kính mà sinh ra sợ hãi. Nói người đây, còn chưa cút mở. Cao gia một tên võ giả mặt lộ vẻ hung quang, đám người nghe vậy, ào ào lui lại, bởi vì bọn hắn biết, người nhà họ Cao từ trước đến nay dễ giận, trêu chọc bọn hắn, kết quả hội rất nguy hiểm. Ta, Trầm Hạo chỉ mình, ngạc nhiên nói. Giờ phút này hắn đứng vị trí là dọc theo đường phố, lẽ ra căn bản là ngăn không được đối phương đường nha. Nói nhảm, không phải ngươi, còn có ai? Người võ giả kia giọng rất lớn. Trầm Hạo không muốn gây chuyện, ngay sau đó hướng ở mép dựa vào, người võ giả kia cười lạnh nói, tính toán tiểu tử ngươi thức thời, chúng ta đi. Cao ra mấy tên võ giả nhanh chân mà đi. Trầm Hạo lắc đầu, chung quanh võ giả thì ào ào nhìn về phía hắn, nhỏ giọng nghị luận, nếu là ở bên ngoài. Gia hỏa này bị đánh một trận là không có chạy. Trầm Gia dòng chính trong thành, người nhà họ Cao này, cũng không dám tùy tiện gây chuyện. Có người phân tích nói, mọi người ào ào gật đầu, lần nữa nhìn về phía Trầm Hạo, đều cảm thấy gia hỏa này hôm nay thật may mắn, nếu như không là tại Thiên Cổ Thành, dù là có Chiêu Bảo bối cửa hàng võ giả tại chỗ cũng muốn không may. Trầm Hạo không để ý đến mọi người nghị luận, cất bước mà đi, đi phương hướng chính là Chiêu Bảo cửa hàng sắp cử hành phòng đấu giá. Chương 559, nhất lưu thế lực, nhất định phải được. Sắp cử hành buổi đấu giá tại Thiên Cổ Thành phồn hoa nhất khu vực, Trầm Hạo một đường mà đến, liền gặp cửa hội trường sớm bị rất nhiều võ giả vây nước chảy không lọt, lần này đấu giá khai ngộ đan, gây nên coi trọng so giới trước cao rất nhiều. Đều mẹ hắn tránh ra. Đột nhiên,
trong đám người truyền đến nộ hống. Trầm Hạo theo thanh âm nhìn qua, phát hiện vừa mới đối với mình hung đám kia cao gia võ giả chính đại bước tiến lên, vốn là chen chúc đám người cũng bởi vì bọn hắn mà trong nháy mắt sơ tán. Rất nhanh, cao gia võ giả dừng ở cửa hội trường, cùng trước đó Công Tôn gia, Triệu gia võ giả cũng đứng tơ tán. Rất nhanh, cao gia võ giả dừng ở cửa hội trường, cùng trước đó Công Tôn gia, Triệu gia võ giả cũng đứng cùng một chỗ, tam phương lẫn nhau nhìn nhau, hai đầu lông mày đồng đều hiện ra một vệt khinh thường. Những thứ này nhất lưu thế lực võ giả đều có ngạo khí, từ trước đến nay xem thường cùng cấp bậc gia tộc. Tam đại thế lực đứng tại hội trường trước, phổ thông gia tộc võ giả tự nhiên không dám tới gần, chỉ có thể nhỏ giọng nghị luận, suy đoán người nào trước tiến vào hội trường. Chiêu bảo cửa hàng hàng năm tổ chức buổi đấu giá, mở ra thời gian đều là buổi chiều, muốn bài đi vào trước lời nói, phải xem thực lực cùng gia tộc năng lượng, giới trước những thứ này nhất lưu gia tộc đi vào trước, phổ thông gia tộc sau đó. Nhị bá, tại chiêu bảo cửa hàng tiêu phí không ít, tấm thẻ này cũng tăng lên tới bạch kim. Công Tôn gia tên là Công Tôn Hoàng dòng chính, tay lấy ra màu bạch kim thẻ, khóe môi nhếch lên vẻ mỉm cười. Chung quanh võ giả nghe vậy, âm thầm líu lưỡi. Chiêu bảo cửa hàng đối ngoại phát hành thẻ mua sắm, chia làm phổ thông thẻ, thẻ bạc, thẻ vàng cùng bạch kim thẻ bố trở lên mới có thể tăng lên. Càng trọng yếu là, bạch kim thẻ không chỉ có muốn tiêu phí, còn phải nhìn thân phận, chiêu bảo cửa hàng rất ít phát hành loại này thẻ. Bắc Huyền Đại Lục phía trên thu hoạch được tấm thẻ này người, số lượng sẽ không vượt qua số chẵn. Không hổ là nhất lưu gia tộc A, mọi người ào ào không ngừng hâm mộ. Công Tôn Hoàng lấy ra tấm thẻ này, linh niệm quét lấy chung quanh, nhìn thấy đám người trong con người đều là hâm mộ, nhếch miệng lên càng cao. Gia hỏa này là đang khoe khoang, hắn khoe khoang mục tiêu không phải vây xem võ giả, mà chính là Triệu gia cùng Cao gia. Thế mà, Triệu Cao hai nhà trưởng lão cũng ào ào lấy ra mỗi người bạch kim thẻ. Ai, Triệu gia trưởng lão nói, tấm thẻ này, ta Triệu gia năm ngoái thì có, vốn là không muốn lấy ra, nhưng là hết lần này tới lần khác có người nhất định phải khoe khoang. Cao gia trưởng lão thì cười nói, có bạch kim thẻ không tính là gì, chờ đấu giá bắt đầu, có bạc hay không mới là quan trọng, cũng không muốn muốn đi năm như vậy, theo mù ồn ào, kết quả là liền tiền đều trả không nổi. Lời vừa nói giảo vật, đồ vật mua lại lại tiền tài không đủ, cuối cùng vẫn là đánh phiếu nợ, náo không nhỏ chuyện cười. Hừ, Công Tôn Hoàng nói, năm nay đấu giá khai ngộ đan, ta Công Tôn gia thế nhất định phải được, một ít người chỉ sợ muốn tay không mà về. Triệu gia võ giả cười nói, đấu giá còn chưa bắt đầu, hươu chết vào tay ai còn không nhất định đây. Ta Cao gia coi trọng đồ vật, người nào cũng đừng hòng đoạt. Cao gia võ giả cũng tỏ thái độ, hiển nhiên, ba nhà mục đích rất rõ ràng, chính là vì khai ngộ đan mà đến. Hắn gia tộc võ giả nghe vậy, ào ào xoắn xuýt. Cái này ba cái nhất lưu thế lực tiền tài hùng hậu, năng lượng không nhỏ, buổi đấu giá bắt đầu, một khi tham dự khai ngộ đan cạnh tranh, chính mình chỉ sợ là không có cơ hội ra tay. Bọn họ khó chịu, Trầm Hạo thoải mái, ba cái nhất lưu gia tộc đã như thế lời thề son sắt, đợi đến đấu giá bắt đầu, khai ngộ đan đấu giá giá khẳng định siêu siêu tăng lên, giá bán càng cao, chính mình thu hoạch được lợi nhuận cũng liền càng cao. Ai nha, đột nhiên, Trầm Hạo đi hướng trước, cười ha hả son sắt, đợi đến đấu giá bắt đầu, khai ngộ đan đấu giá giá khẳng định siêu siêu tăng lên. Giá bán càng cao, chính mình thu hoạch được lợi nhuận cũng liền càng cao. Ai nha, đột nhiên, Trầm Hạo đi hướng trước, cười ha hả nói, khai ngộ đan nhưng là đồ tốt, chiêu bảo cửa hàng đã công khai bán, cái kia chính là người người đều có cơ hội, ta lần này đường xa mà đến, làm gì cũng phải mua mấy khỏa trở về. Tam đại gia tộc ngay tại đối chọi gay gắt, đột nhiên có người xuất hiện, nhất thời gây nên tại chỗ tất cả mọi người chú ý. Được a, dám cắm tam đại gia tộc miệng. Đây không phải vừa mới ngăn trở cao gia võ giả người a. Mắt sắc võ giả nhớ tới trước đó một màn, cao gia người võ giả kia cũng nhớ tới, nhất thời mất mặt, nói tiểu tử, không muốn chết lời nói mau mau cút mở. Triệu gia võ giả thì so sánh lão đạo, đầu tiên là cẩn thận xem kỹ một phen Trầm Hạo, phát hiện mặt xinh rất, hẳn không phải là hắn nhất lưu gia tộc người, sau đó cười nhạt nói, vị bằng hữu này, lần này đấu giá, người nhất định là đến du ngoạn, bởi vì khai ngộ đan ta Triệu lão đạo. Đầu tiên là cẩn thận xem kỹ một phen Trầm Hạo, phát hiện mặt xinh rất, hẳn không phải là hắn nhất lưu gia tộc người, sau đó cười nhạt nói, vị bằng hữu này, lần này đấu giá, người nhất định là đến du ngoạn, bởi vì khai ngộ đan ta Triệu gia toàn bao. Công Tôn Hoàng ngược lại không có chế giễu Trầm Hạo, mà chính là nhìn về phía Triệu gia, nói, toàn bao. Cắt, lời nói không cần nói quá vẹn toàn, Triệu gia võ giả thản nhiên nói, không tin thì chờ xem. Ba nhà thế lực lại bắt đầu đòn khiêng lên. Hoàn toàn đem Trầm Hạo cho coi nhẹ, hắn cũng không thèm để ý, lắc đầu đi tới, đứng tại đấu giá hội cửa, yên tĩnh chờ đợi mở ra. Ta đi, cao gia võ giả thấy thế, quát nói, tiểu tử,
ta để ngươi lăn, ngươi không nghe thấy. Trầm Hạo bĩu môi nói, bằng hữu, nơi này là Bỉ Nguyệt quốc khu vực, chính là nữ đế bệ hạ trưởng quản, ngươi có tư cách gì để cho ta lăn? Lại nói, Trầm Mỗ đời này đều là đi, còn chưa từng lăn qua, không bằng ngươi lăn một cái để cho ta học một ít. Lời vừa nói ra, mọi người mắt trợn tròn, chưa từng thấy qua làm sao lăn, có ít người trước tiên có thể lấy thân thể thí nghiệm xuống. Gia hỏa này rõ ràng là ồn ào, Cao gia võ giả giận không nhịn nổi, nếu như đổi lại trước kia, đã sớm vung trọng quyền đánh tới, nhưng nơi này là thiên cổ thành, nữ đế phu quân Trầm gia dòng chính liền tọa trấn cùng này, cho nên hắn nhịn xuống, trầm giọng nói tiểu tử, ta nhớ kỹ ngươi. Cao gia tuy nhiên tại Bắc Huyền Đại Lục rất nghiêu, cùng Trầm gia dạng này ẩn thế thế lực so ra, kém đến cũng không phải một đoạn một nửa, dù sao Trầm gia trưởng lão thuần một sắc cảnh giới thứ tư thực lực, mà xem xét lại Cao gia cùng Công Tôn gia các loại, cảnh giới thứ tư cùng nhau không vượt qua được 10 ngón. Trầm Hạo cười nói, đời này, nhớ kỹ ta đều là nữ nhân, có nam nhân nhớ kỹ ta, cũng là mới mẻ. Nói đến đây, hắn đột nhiên cả kinh nói, ngươi không có đồng tính chi đam mê à. Ha ha ha, Công Tôn Hoàng lúc này cười ha ha, chung quanh võ giả cũng muốn cười, nhưng là kiêng kỵ tại Cao gia năng lực, chỉ có thể cố nén, đồng thời thầm thầm bội phục tiểu tử này, dám như thế quang minh chính. Thế mà, còn chưa động thủ thời khắc, buổi đấu giá môn đột nhiên mở ra, một tên cảnh giới thứ tư cường giả đi ra, dừng ở Trầm Hạo trước mặt, hơi hơi hành lễ, xin lỗi nói, Trầm công tử, xin lỗi, để ngươi đợi lâu, mời theo lão hủ tới. Rát, nổi giận Cao Viễn thân thể đột nhiên cứng ngắc, coi là Trầm Hạo phải ngã nấm mốc, chung quanh võ giả cũng ào ào hoảng hốt. Cái này đi tới cảnh giới thứ tư cường giả là Chiêu Bảo cửa hàng đại hộ pháp, thân phận cao quý, gần với hội trưởng, lại đối một người trẻ tuổi như thế lấy lòng, thực sự khó có thể tưởng tượng, phải biết, coi như Cao gia những thứ này nhất lưu thế lực tộc trưởng đều không đãi ngộ như thế. Trầm công tử, ta đi, gia hỏa này không phải là Trầm gia dòng chính a. Có thể nhượng Chiêu Bảo bối cửa hàng đại hộ pháp như thế khúm núm, người này không phải Trầm gia dòng chính còn ai vào đây. Làm Trầm Hạo sớm tiến vào buổi đấu giá, ngoài cửa nhất thời vỡ tổ. Chương 560, đặc thù thân phận, hào hoa đãi ngộ. Trầm chương 560, đặc thù thân phận, hào hoa đãi ngộ. Trầm Hạo tại Chiêu Bảo cửa hàng đại hộ pháp chỉ huy phía dưới sớm tiến vào buổi đấu giá, ngoại giới lại vỡ tổ, những cái kia chờ đợi vào chàng võ giả đã biết, cái này Trầm công tử tất nhiên cũng là Trầm gia dòng chính. Trong lúc nhất thời, mọi người ào ào nghị luận, trong con người tràn ngập kính nể, phải biết, một phái hai nhà, tam tông bốn môn cái này 10 cái thế lực, theo thứ tự trước sau không khó coi ra, hai nhà Trầm gia rất cao. Đây chính là quái vật khổng lồ, Công Tôn gia, Triệu gia chờ Bắc Huyền đại lục nhất lưu thế lực. Tại người ta trước mặt căn bản không đáng chú ý. Cao gia võ giả vậy mà để Trầm gia công tử lăn đi, cái này chỉ sợ có phiền phức. Có người nhớ tới vừa mới một màn, xoát, mọi người ào ào đem ánh mắt rời về phía Cao Viễn. Mới đầu, bọn họ bội phục vừa mới người trẻ tuổi có can đảm chống đối Cao gia võ giả, hiện tại nhất trí cho rằng, Cao gia võ giả châu A, dám để cho Trầm gia dòng chính lăn, cái này phải cần bao lớn dũng khí cùng đảm lượng mới dám làm đi ra. Mọi người mắt thấy Cao Viễn, gia hỏa này giờ phút này sắc mặt biến đổi khó lường, giống như nhanh khóc, Cao gia hắn võ giả tâm tình cũng là cực độ phức tạp, đi ra ngoài không xem hoàng lịch, đá trúng thiết bản phía trên. Ý thức được Trầm Hạo thân phận về sau, Cao gia vừa mới loại kia ngạo nghễ khí độ không còn sót lại chút gì. Công Tôn gia cùng Triệu gia thì âm thầm may mắn, mới vừa rồi không có trong lời nói nhục nhã Trầm gia dòng chính, đối phương hẳn là sẽ không mang thù. Cao Viễn, còn không mau đi chịu tội. Đột nhiên, Cao gia một lão giả phẫn nộ quát, mới đầu, Trầm Hạo tại Cao gia trong mắt bất quá là kẻ đáng thương, căn bản không để vào mắt, Cao Viễn nhục nhã cũng không có người ngăn cản, cái này tại trước kia là chuyện đương nhiên, không có ra tay giết hắn liền không sai. Biết được Trầm Hạo thân phận về sau, bọn họ loại kia ngạo khí cùng chuyện đương nhiên liền không có, hiện tại duy nhất muốn cũng là xin lỗi, vạn không thể đắc tội cái này Trầm gia dòng chính. Cao Viễn vội vã tiến lên, Cao gia mấy tên võ giả ào ào đuổi theo. Công Tôn gia cùng Triệu gia hai mang trong lòng may mắn, cái kia chính là cái này cái gọi là Trầm công tử có lẽ cũng không phải là Trầm gia dòng chính đây. Thế mà, khi bọn hắn mới vừa tiến vào buổi đấu giá nội bộ, cái kia một tia tưởng tượng sụp đổ, bởi vì giờ khắc này, Trầm Hạo tiện tay lấy ra tử kim tạp. Chiêu bảo cửa hàng còn có một loại tối đỉnh cấp thẻ, cái kia chính là tử kim tạp, tấm thẻ này không là đơn thuần dùng tiền thì có thể thu được, chủ yếu vẫn là nhìn thân phận, nghe nói, toàn bộ Bắc Huyền đại lục nắm giữ tử kim tạp người nhiều nhất không siêu 5 người, nhiều vì cảnh giới thứ tư đỉnh phong cấp bậc cường giả. Một người trẻ tuổi nắm giữ tử kim tạp, Cao gia não tử coi như lại thế nào đần, cũng sẽ nghĩ tới này người thân phận cực cao,
mà độ cao này, tất nhiên cũng là Trầm gia dòng chính. Cao gia một tia tưởng tượng vỡ nát, Công Tôn gia cùng Triệu gia, trong lòng cũng là đắng chát không thôi, mới vừa rồi còn tại trước mặt mọi người xuất ra bạch kim thẻ khoe khoang, thật tình không biết, một cái tử kim tạp người nắm giữ thì đứng ở bên cạnh, yên lặng nhìn lấy chính mình tốt giống như tiểu sử biểu diễn. Tiểu sử biểu diễn, bọn đến hiện tại, Trầm Hạo còn không rõ ràng lắm tử kim tạp đại biểu hàm nghĩa. Chiêu bảo cửa hàng phát hành loại này thẻ hắn chưa từng nghe nói, nếu như không là cảnh giới thứ tư võ giả để cho mình lấy ra, hắn kém chút quên một tháng trước Lam Y Y cho mình như thế một tấm thẻ. Chiêu bảo cửa hàng đại hộ pháp tiếp nhận tử kim tạp, đặt ở trên quầy hiện ra lưu quang tiểu hình trên trận pháp, sơ qua, đem thẻ rút ra trả lại Trầm Hạo trên tay nói, Trầm công tử, tấm thẻ này đã có ngân lược, đấu giá bắt đầu về sau, ngài như coi trọng bảo vật gì, có thể trực tiếp tham dự cạnh tranh. Trầm Hạo minh bạch, đại hộ pháp nói, Trầm công tử, mời theo lão hủ tiến về lầu ba gian phòng. Lầu ba gian phòng, Công Tôn gia chờ nhất lưu thế lực nghe vậy, khóe miệng tập thể run rẩy. Chiêu bảo cửa hàng hàng năm tổ chức buổi đấu giá, chia làm hai tầng, đại sảnh thuộc về một tầng, vì phổ thông gia tộc cùng võ giả rơi đấu giá địa phương, tầng thứ hai là đơn độc gian phòng, thực lực cường đại cùng năng lượng không tiểu gia tộc mới có tư cách tiến vào, lầu ba này. Tốt giống chưa từng nghe nói nha. Tầng, đại sảnh thuộc về một tầng, vì phổ thông gia tộc cùng võ giả rơi đấu giá địa phương, tầng thứ hai là đơn độc gian phòng, thực lực cường đại cùng năng lượng không tiểu gia tộc mới có tư cách tiến vào, lầu ba này. Tốt giống chưa từng nghe nói nha. Không hổ là Trầm gia dòng chính, cái này đãi ngộ, khiến người ta không ngừng hâm mộ. Trầm công tử, Cao Viễn hô, vốn là muốn lên lầu Trầm Hạo ngừng chân, xoay người nói, có việc. Cao Viễn chắp tay nói, vừa mới có nhiều mạo muội, còn mời công tử thứ lỗi. A, Trầm Hạo cười rộ lên, không biết thân phận trước, đối với mình mày ngang mắt chuột, dường như cao cao tại thượng vương giả, biết được thân phận về sau, nhưng lại ăn nói khép nép, đổi một bộ sắc mặt. Bản thiếu cũng không có như thế lòng dạ hẹp hòi. Trầm Hạo quay người rời đi, loại gia tộc này đi ra, mũi vểnh lên trời võ giả, hắn gặp nhiều, cũng lười đi mang thù, lại giả thuyết, buổi đấu giá lập tức bắt đầu, bọn họ thế nhưng là tiêu phí chủ lực. Cao Viễn cùng Cao gia võ giả, nhất thời buông lỏng một hơi. Buổi đấu giá, lại giả thuyết, buổi đấu giá lập tức bắt đầu, bọn họ thế nhưng là tiêu phí chủ lực. Cao Viễn cùng Cao gia võ giả, nhất thời buông lỏng một hơi. Buổi đấu giá từ Trầm Hạo chờ nhất lưu gia tộc võ giả tiến vào, khoảng cách mở ra đã nhanh, rất nhiều phổ thông gia tộc cùng võ giả cũng ào ào tràn vào, trong chớp mắt, chỉ có mấy cái 100 mét vuông hội trường đã chật ních người. Trong hội trường, có cao đài, nơi này là bàn đấu giá, đến lúc đó sẽ có người đấu giá viên đem vật phẩm bán đấu giá thả ở phía trên, cung cấp mọi người đấu giá. Phổ thông võ giả tại hội trường một tầng, có vẻ hơi chật chội, Công Tôn gia chờ võ giả thì tại tầng hai phòng nhỏ thì thoải mái nhiều. Muốn nói lớn nhất thoải mái còn Trầm Hạo, bởi vì hắn chỗ lầu ba phòng cao thượng, không chỉ có rộng rãi, tầm mắt thật tốt, mà lại trang sức cũng hào hoa, chỉ nói ghế dựa, chính là hiếm thấy linh thú da lông chế tác mà thành. Quả nhiên là đặc thù thân phận, hào hoa đãi ngộ nha. Trầm công tử, nơi này hài lòng không? Trầm Hạo vừa mới ngồi xuống, Lam Y Y liền từ bên ngoài đi tới. Thân thế long trọng đi. Trầm Hạo cười nói, lần này xuất quan, hắn thật là đến xem náo nhiệt, đấu giá kết thúc sẽ tiếp tục bế quan tu hành. Trầm công tử là ta chiêu bảo cửa hàng khách quý, tiểu nữ tử nhưng là không dám thất lễ. Lam Y Y vừa cười vừa nói. Trầm Hạo lắc đầu cười một tiếng, cô bé này tuy nhiên tuổi còn nhỏ, tại sinh ý trên trận sờ soạng lần mò, cũng là tương đương lão luyện. Đúng, Lam Y Y nói, Trầm công tử, lần này buổi đấu giá, sẽ có một kiện thiên giai sơ cấp vũ kỹ đấu giá nha. Trầm Hạo biểu hiện rất bình tĩnh, bởi vì hắn thân phận bây giờ là Trầm gia dòng chính, nhưng trong lòng bên trong lại không thể bình tĩnh. Thiên giai vũ kỹ A, mặc dù chỉ là sơ cấp, nhưng ở Trầm gia cũng có chút hiếm thấy, chiêu bảo cửa hàng quả nhiên châu, vậy mà lại đấu giá loại vũ kỹ này. Lam Y Y nói, Trầm gia áp đảo Bắc Huyền đại lục gia tộc, thiên giai vũ kỹ có lẽ không để vào mắt. Trầm Hạo lắc đầu, Trầm gia vũ kỹ các bên trong, thiên giai vũ kỹ cũng không nhiều, mặt khác chín nhà cũng không có mấy quyển, bởi cái, cười nói, thế mà, theo tiểu nữ tử biết, đấu giá cái này vốn thiên giai vũ kỹ so sánh đặc thù. Làm sao đặc thù, Trầm Hạo đến hứng thú. Lam Y Y nói, cái này vốn thiên giai vũ kỹ tên là cùng ngự không được, tu luyện đại thành, có thể để dù là tu vi chỉ có thối thể cảnh võ giả, nắm giữ bay lượn bầu trời năng lực. Chương 561, thiên giai vũ kỹ, đấu giá bắt đầu. Bắc Huyền đại lục võ giả nắm giữ ngự không phi hành năng lực, nhất định phải đạt đến chân khí hóa nguyên, cũng chính là cảnh giới thứ tư, mà cảnh giới này đối rất nhiều phổ thông võ giả mà nói, là xa không thể chạm sự tình. Nhưng là,
cái này vốn tên là ngự không được thiên giai vũ kỹ, lại có thể thỏa mãn võ giả ngự không phi hành yêu cầu, điều kiện vẻn vẹn cần muốn đạt tới thối thể cảnh. Cho nên, làm Lam Y Y nói tới, Trầm Hạo mộng, ngự không phi hành, tất cả võ giả đều từng mộng tưởng qua, Trầm Hạo cũng không ngoại lệ. Đương nhiên, hắn cũng không phải đơn thuần tưởng tượng chim chóc một dạng bay lượt, hắn nghĩ là, nếu như mình nắm giữ phi hành năng lực, có thể làm phi hành, tất cả võ giả đều từng mộng tưởng qua, Trầm Hạo cũng không ngoại lệ. Đương nhiên, hắn cũng không phải đơn thuần tưởng tượng chim chóc một dạng bay lượt, hắn nghĩ là, nếu như mình nắm giữ phi hành năng lực, có thể làm rất nhiều chuyện, tỉ như trong thiên hạ tới lui tự nhiên, tỉ như đối mặt cường địch, có thể kịp thời chạy trốn. Trầm công tử, phải chăng tâm động? Lam Y Y cười hỏi. Tâm động, là người đều tâm động. Trầm Hạo cười nói, bản này ngự không được, quý hội chẳng lẽ muốn đưa cho bản thiếu? Lam Y Y khẽ giật mình, chợt lắc đầu, nói ta chiêu bảo cửa hàng là làm ăn, xưa nay sẽ không đem bảo vật đưa người. Trầm công tử đã tâm động, đợi đấu giá bắt đầu, nhưng là tự mình tham dự đấu giá. Trầm Hạo im lặng, không đưa cho ta, nói cho ta nghe làm gì? Lam Y Y tuổi tác tuy nhỏ, nhưng là cái kia đôi mắt to dường như có thể xem thấu người trong lòng ý nghĩ, nhưng gặp nàng cười nói, tiểu nữ tử cho rằng, ngự không được dạng này thiên giai vũ kỹ, chỉ có Trầm công tử dạng này rồng trong loài người mới có thể được hưởng. Trầm Hạo im lặng, nhà đầu này nhìn thế nhưng là, Trầm Hạo nhất thời rối rắm, thiên giai vũ kỹ là không sai, quan trọng ở chỗ, chính mình không có tiền nha, mà lại, còn thiếu chiêu bảo cửa hàng 30 triệu đây, ngự không được có thể cho thối thể cảnh võ giả thực hiện phi hành năng lực. Đợi đến đấu giá, giá cả khẳng định sẽ bị đập tới cực cao. Lại nhìn đi, Trầm Hạo mở miệng nói. Không có tiền, để hắn rất không có sức. Sàn bán đấu giá kín người hết chỗ, trong đại sảnh cơ hồ không có đặt chân hư không, có thể nói người sát bên người, đại khái chen nửa canh giờ, một tên dáng người rảo tốt mỹ nữ lắc mông, treo ngọt ngào mỉm cười xuất hiện tại trên đài đấu giá. Vốn là náo nhiệt đại sảnh trong nháy mắt bình tĩnh trở lại. Cô nàng này có thể a? Hắc hắc, tới nơi này đập không lên đồ vật. Nhìn xem mỹ nữ cũng được a. Lớn bao nhiêu quê mùa trêu chọc lên. Trầm công tử, người cảm thấy cái này nữ nhân thế nào? Lam Y Y liếc liếc cái kia lên đài phụ trách đấu giá mỹ nữ, cười nói. Vẫn được, Trầm Hạo thuận miệng nói, hắn hiện tại cũng không có công phu nhìn mỹ nữ, nghĩ là khác, tên là Vân Nhi, tướng mạo tại Bắc Huyền Đại Lục thế nhưng là số một số hai. Trầm Hạo cười nói, Lam cô nương, lời này của ngươi có ý tứ gì? Lam Y Y cười nói, Trầm công tử khó được đến Bắc Huyền Đại Lục. Tự nhiên cần mỹ nữ phục thị. Trầm Hạo im lặng, chiêu này bảo bối cửa hàng có thể a, chào hàng vũ kỹ, lại bắt đầu chào hàng mỹ nữ, chẳng lẽ ca trên mặt viết, háo sắc, hai chữ a. Trầm Hạo mặt bên trên đương nhiên không có viết, nhưng là, giờ này khắc này, Bắc Huyền Đại Lục võ giả đều là cho là hắn tốt cái này một miệng, nguyên nhân vẫn là mới đến, đầu tiên là một cái đế quân thành Nhược Lan, sau có một cái bỉ nguyệt quốc nữ đế. Nam nhân sao, phong, chảy là rất bình thường sự tình. Lam Y Y cũng là hy vọng cùng Trầm gia dòng chính Dora chấp nối, thuận tiện về sau hợp tác. Loại chuyện này, vô luận trung tâm mua sắm vẫn là quan trường, đều là nhìn mãi quen mắt sự tình, cũng coi như một loại phổ biến thủ đoạn. Trầm Hạo minh bạch chiêu bảo cửa hàng ý đồ, cho nên cười nói, Lam cô nương, các người chiêu bảo cửa hàng thì tùy tiện như vậy, cho nên cười nói, Lam cô nương, các người chiêu bảo cửa hàng thì tùy tiện như vậy làm cái son phấn tục phấn tới hầu hạ bản thiếu. Lam Y Y cười nói, Vân Nhi dạng này mỹ nữ. Vậy mà tại Trầm công tử trong mắt là son phấn tục phấn. Nói đến chỗ này, nàng dừng lại sơ qua, nói cũng đúng, Trầm công tử dạng này rồng trong loài người, chỉ có nữ đế cùng Nhược Lan như thế tuyệt sắc mỹ nữ mới xứng với. Trầm Hạo nghiền ngẫm nhìn lấy nàng, nói thực ta cảm thấy lấy ngươi cũng không sai, bàn về tướng mạo một chút không thua phía dưới cái kia Vân Nhi. Lam Y Y sắc mặt biến hóa, nói Trầm công tử nói giỡn. Trầm Hạo đi tới, nói ta là nghiêm túc, soát, Lam Y Y đứng lên. Khẩn trương nói, Trầm công tử, tiểu nữ tử còn có việc. Nói xong, chạy chối chết. Trầm Hạo lắc đầu cười nói, nhìn qua thẳng lão luyện, nhưng dù sao vẫn là một cái tiểu nữ hài nha. Lam Y Y vội vã đi ra phòng cao thượng, khuôn mặt nhỏ sớm đã đỏ bừng, hô hấp cũng có chút gấp rút, tâm lý nói thầm, hắn là đang nói đùa, nhất định là. Dù sao vẫn là một cái tiểu nữ hài nha. Lam Y Y vội vã đi ra phòng cao thượng, khuôn mặt nhỏ sớm đã đỏ bừng, hô hấp cũng có chút gấp rút. Tâm lý nói thầm, hắn là đang nói đùa, nhất định là. Nhân viên đấu giá ra sân về sau, đại biểu đấu giá chính thức bắt đầu. Làm chiêu bảo cửa hàng đặc cấp nhân viên đấu giá, Vân Nhi cũng không có kéo nói vớ vẩn, mặt ngậm mỉm cười nói, hoan nghênh chư vị không xa ngàn dặm, đi vào thiên cổ thành tham gia ta chiêu bảo cửa hàng bao năm qua một giới buổi đấu giá. Có quan hệ đấu giá quy tắc, tiểu nữ cũng không nhiều làm giải thích,
tin tưởng mọi người đều hiểu, cho nên, tiếp đó, bắt đầu đấu giá kiện thứ nhất bảo vật. Dứt lời, tiện tay vung lên, lồi ra trên đài đấu giá hiển hiện một thanh lấp lóe hàn mang lợi kiếm. Kiện thứ nhất đập vật, chính là huyền giai sơ cấp thanh minh kiếm, xuất từ đương đại chú tạo đại sư Hoa Dương Tử chi thủ, từ trăm năm hàn thạch chế tạo, băng hệ võ giả đeo, có thể đề cao băng hệ thuộc tính, giá khởi đầu 10.000 lượng. Vân Nhi chuyên nghiệp giới thiệu nói, băng hệ huyền giai sơ cấp vũ khí. Trầm Hạo giới thiệu nói, băng hệ huyền giai sơ cấp vũ khí. Trầm Hạo mong đợi nói, kiện thứ nhất bảo vật cứ như vậy bất phàm, đằng sau còn sẽ có cái gì đâu. Chuôi này thanh minh kiếm, nếu như đổi lại trước kia, khẳng định để Trầm Hạo tâm động không ngừng, dù sao hắn nắm giữ băng hệ long hồn, đáng tiếc, bây giờ hắn lại đối huyền giai không để vào mắt, đơn không nói long viêm kiếm, liền nói trong cổ điện vũ khí, tùy tiện lấy ra một kiện cũng có thể dây mất chuôi này đương đại chú tạo đại sư vũ khí. Trầm Hạo chướng mắt, tại chỗ võ giả cũng chướng mắt, dù sao, Bắc Huyền Đại Lục bên trong tu luyện băng hệ võ giả ít càng thêm ít. Đương nhiên, thiếu, không có nghĩa là không có. Làm Vân Nhi vừa tuyên bố đấu giá bắt đầu, liền có người đầu tiên hô, 20.000, 30.000, 60.000, 100.000, kiện thứ nhất vật đấu giá, băng hệ thanh minh kiếm, trong khoảng thời gian ngắn, theo giá khởi đầu 10.000 lượng thẳng tắp tăng lên, sau cùng bị một tên phổ thông gia tộc lấy trăm vạn lượng vỗ xuống. Trầm Hạo âm thầm líu lưỡi. Hắn kinh ngạc không phải chuôi kiếm này đập giá ở cửa hàng cái này một khoản đấu giá ngồi xuống có thể đạt được 10% lợi nhuận. 100.000 lượng, cứ như vậy mời một cái mỹ nữ lên sân khấu, nói mấy câu, cái giám đại công phu kiếm được, khó trách hội có tiền như vậy, có thể tùy tiện mượn người khác mấy chục triệu a. Chư vị, mời xem kiện thứ hai bảo vật, thanh minh kiếm bị người vỗ xuống về sau, Vân Nhi lại từ trong không gian giới chỉ lấy ra kiện thứ hai vật đấu giá, vật này đồng dạng là vũ khí. Đồng dạng xuất từ chú tạo đại sư Hoa Dương Tử chi thủ, chỉ bất quá phẩm giai vì huyền giai trung cấp, hơn nữa, còn là dung nham hỏa dung thạch chế tạo. Hỏa thuộc tính võ giả tại Bắc Huyền Đại Lục thuộc về chủ lưu, kiếm này giá khởi đầu vì 5 vạn lượng, rất nhiều võ giả ào ào cùng đập, nhấc lên một cái tiểu cao chiều. Chương 562, cái này bản vũ kỹ, Trầm gia muốn. Đi qua kịch liệt đấu giá, xuất từ chú tạo đại sư chi thủ huyền giai trung kỳ vũ khí, bị đến từ đông vực gia tộc cầm xuống, giá cả là 3 triệu lượng. Đương nhiên, trước hai kiện vật đấu giá, tài đại khí thô gia tộc cũng không có xuất thủ, bị đến từ đông vực gia tộc cầm xuống, giá cả là 3 triệu lượng. Đương nhiên, trước hai kiện vật đấu giá, tài đại khí thô gia tộc cũng không có xuất thủ, bởi vì những vũ khí này bọn họ không để vào mắt, chính thức coi trọng vẫn là đằng sau vật đấu giá, cùng áp trục khai ngộ đan. Trầm Hạo hiện tại rất chờ mong, chờ khai ngộ đan biểu diễn, xa xỉ gia tộc có thể tranh nhau đập giá, đập càng cao, kiếm lời càng nhiều. Kiện thứ ba vật đấu giá, vì hiếm thấy nhất phẩm linh thú Hoa Thiên Hổ tinh hạch, giá khởi đầu 5 vạn lượng. Vân Nhi tại mọi người mong mỏi cùng trông mong dưới, lấy ra kiện thứ ba vật phẩm đấu giá. Linh thú cấp tinh hạch, Trầm Hạo đột nhiên tâm động, hiện tại hắn muốn tăng cao tu vi, đơn thuần tự mình cảm ngộ, tốc độ vô cùng chậm, theo Trầm Sương trong tay thu hoạch được tính tâm quyết, thì có thể không kiêng nể gì cả hấp thu tinh hạch bên trong thuộc tính, mà cái này linh thú cấp tinh hạch không thể nghi ngờ hiệu quả càng tốt. Thế nhưng là Trầm Hạo đột nhiên rối rắm, linh thú cấp tinh hạch để hắn tâm động, quan trọng ở chỗ không có tiền. Tiểu tử, quản hắn có 500.000. Rát, trong đấu giá hội chàng hoàn toàn yên tĩnh, mẹ ta nha, 30.000 giá khởi đầu, há miệng ra cũng là 500.000. Trầm Hạo nhíu mày, hắn đại gia, vừa nhìn lên đồ vật, thì nhấc cao như vậy giá cả, khi dễ ca ca ta nghèo rất mồng tơi a à đây là. A, à, người nhà họ Công Tôn còn thật có bá lực, mở miệng cũng là 500.000. Hai lầu trong sương phòng, Triệu gia võ giả thản nhiên nói, ta Triệu gia ra 1 triệu. Một tầng hội trường, mọi người ào ào líu lưỡi. Không hổ là nhất lưu thế lực, đập cái linh thú tinh hạch đều là mấy trăm ngàn, chính mình không chơi nổi, hay là xem náo nhiệt đi. Có lòng đấu giá gia tộc, lựa chọn lui ra. Triệu gia tham dự đấu giá, tại Công Tôn Hoàng trong dự liệu, chỉ thấy hắn không chút hoang mang nói, 1,5 triệu. Vừa dứt lời, Triệu gia bên kia trực tiếp nâng giá, 2 triệu. Chậc chậc, trong hội trường có người thở dài, tài đại khí thô cũng là không giống nhau. Mọi người ào ào gật đầu, giờ phút này bọn họ rõ ràng, hai cái nhất lưu thế lực không thế lực ở chỗ này đấu giá, cao gia võ giả vì sao chậm chạp không có động tĩnh. Cao gia không tham dự, chỉ sợ còn không có tỉnh táo lại đi. Chưa đi đến hội trường, mà đắc tội Trầm gia dòng chính, cao gia đoán chừng không tâm tình tham dự đấu giá. Mọi người nhỏ giọng nghị luận, khoan hãy nói, cao gia xác thực bởi vì đắc tội Trầm gia dòng chính. Mới biến đến biết điều như vậy, giờ phút này bọn họ đã không có ý định tham dự hắn đấu giá, yên tĩnh chờ lấy khai ngộ đan. Lại nói Công Tôn Hoàng,
Làm Cao Gia hô lên 2 triệu, hắn chả muốn tiếp tục cùng đập, nhưng là vừa một cái miệng, liền nghe băng lãnh lạnh giọng âm theo lầu 3 truyền đến, 3 triệu. Rát, Công Tôn Hoàng lời mới vừa đến miệng ba, nhất thời nuốt trở về, Cao Gia võ giả cũng là trong nháy mắt yên lặng, trong con ngươi lóe ra do dự cùng kiêng kỵ. Bọn họ biết, mở miệng nói chuyện là Trầm Gia dòng chính. Không thể đập, Công Tôn gia trưởng giả lúc này ngăn cản nói. Cao nhà trường bối nói, đừng chụp. Hai cái nhất lưu gia tộc tại cùng lúc lựa chọn từ bỏ đấu giá, bọn họ cũng không dám cùng chỉ là một núi còn cao hơn một núi. Bắc Huyền Đại Lục hô phong hoán vũ đại gia tộc, tại Trầm Gia trước mặt chỉ có thể ra vẻ đáng thương. Hai gia tộc không tham dự đấu giá, Vân Nhi dựa theo quy củ, đếm tới ba dưới, sau cùng giải quyết dứt khoát, cười nhìn về phía lầu ba, nói, Trầm công tử, chúc mừng vỗ xuống linh thú cấp tinh hạch, mà ngài là nắm giữ tử kim tạp, có thể hưởng buổi đấu giá kết thúc thanh toán đặc quyền. Ân, Trầm Hạo thản nhiên nói, giờ phút này hắn rất khó chịu, muốn không phải hai gia tộc quấy rối, chính mình sao lại tốn tiền nhiều như vậy. Kiện thứ ba vật đấu giá đánh ra về sau, Vân Nhi lấy ra thứ tư kiện đồ vật. Vật này là một bản địa giai cao cấp vũ khí, giá khởi đầu vì 100.000 lượng. Món đồ đấu giá này vừa có mặt, dẫn phát oanh động không nhỏ. Thiên giai vũ khí đối phổ thông võ giả mà nói, xa không thể chạm, địa giai cao cấp không thể nghi ngờ là lớn nhất hướng tới, cho nên mấy cái gia tộc đã mài đao xoèn xoẹt, chuẩn bị tốt tốt đấu giá, cần phải cầm xuống. Có điều kiện tiên quyết là, làm Vân Nhi hô lặng, địa giai cao cấp không thể nghi ngờ là lớn nhất hướng tới, cho nên mấy cái gia tộc đã mài đao xoèn xoẹt. Chuẩn bị tốt tốt đấu giá, cần phải cầm xuống. Có điều kiện tiên quyết là, làm Vân Nhi hô lên đấu giá bắt đầu, mọi người ào ào ngẩng đầu nhìn về phía lầu ba, có vết xe đổ, bọn họ sợ Trầm Gia dòng chính chặn ngang một chân. Trầm Hạo đối cái này bản vũ kỹ không có hứng thú gì, một mực giữ yên lặng, chờ sơ qua, gặp hắn thủy chung không nói chuyện, mọi người lúc này mới buông lỏng một hơi, chợt bắt đầu kịch liệt đấu giá. Trong khoảng thời gian ngắn, địa giai cao cấp vũ kỹ liền đã bị đập tới hơn 3 triệu. Đương nhiên, một bản địa giai cao cấp vũ khí, xa xa không chỉ cái giá này, cho nên, đấu giá còn đang tiếp tục, rất nhiều gia tộc ào ào lên giá. Kỳ quái là, vừa mới phát triển Công Tôn gia cùng Triệu gia lại không tham dự. Mọi người tâm lý minh bạch, hai nhà không tuyển chọn đấu giá, khẳng định cũng cùng Trầm gia dòng chính có quan hệ. Như thế đến nay, hắn gia hỏa đến nhiệt tình, ào ào cùng đập, cuối cùng Tôn gia cùng Triệu gia lại không tham dự. Mọi người tâm lý minh bạch, hai nhà không tuyển chọn đấu giá. Khẳng định cũng cùng Trầm gia dòng chính có quan hệ. Như thế đến nay, hắn gia hỏa đến nhiệt tình, ào ào cùng đập, cuối cùng đi qua một phen chiến đấu, địa giai cao cấp vũ kỹ lấy 10 triệu thành giao. Thứ tư kiện đồ vật bị vỗ xuống về sau, hội trường nghênh đón một cái khác cao trào, cái kia chính là thứ năm kiện vật đấu giá, chính là Lam Y Y nói tới thiên giai vũ kỹ ngự không hành. Vật này trải qua Vân Nhi trình bày, hội trường trong nháy mắt hoàn toàn yên tĩnh, thì liền Trầm Mặc ba đại nhất lưu thế lực cũng ào ào theo ghế dựa đứng lên. Trong con người lóe ra nóng rực. Thiên giai vũ kỹ, dù là chỉ có thối thể cảnh tu vi võ giả cũng có thể ngự không phi hành. Không nghĩ tới Chiêu Bảo cửa hàng năm nay sẽ có thiên giai vũ kỹ. Giống như có mấy năm không có đập qua đi, mọi người lấy lại tinh thần, ào ào bắt đầu nghị luận. Thiên giai vũ kỹ xuất hiện trên đấu giá hội là vô cùng ít thấy, khoảng cách lần trước xuất hiện đã qua 6-7 năm, lúc đó bị cái nào đó nhất lưu giai vũ kỹ, coi là thật là có tiền mà không mua được. Nếu như không là lúc đó mấy gia tộc lớn tại hắn vật đấu giá phía trên tiêu hao quá nhiều, nếu không, muốn 5.000 vạn lượng lấy xuống, là không có khả năng. Quả nhiên, lại xuất hiện thiên giai vũ khí, còn tốt phụ thân đại nhân có thấy xa, sớm để cho ta mang đủ ngân lượng. Công Tôn Hoàng khóe miệng vệt ra vẻ mỉm cười. Mấy năm trước, chúng ta chịu ra tiền tài không đủ, trơ mắt nhìn lấy cái kia vốn thiên giai vũ khí bị người khác vỗ xuống, lần này lại xuất hiện một bản, tất nhiên muốn đem cầm xuống. Chịu ra lời thề son sắt. Tựa như nhất định phải được. Vân Nhi cười nói, thiên giai vũ kỹ giá trị, chắc hẳn chư vị đều rõ ràng, tiểu nữ cũng bất quá giải thích thêm, giá khởi đầu vì 1 triệu, hiện tại bắt đầu đấu giá. Vừa dứt lời, Công Tôn gia cùng Triệu gia ma quyền sát trưởng. Bất quá, liền tại bọn hắn chuẩn bị lên giá thời khắc, ngồi tại lầu 3 phòng cao thượng Trầm Hạo đứng lên, đi đến thưởng thức miệng, thản nhiên nói, cái này bản vũ kỹ, Trầm gia muốn, ra giá 1,01 triệu. Chương 5 vũ kỹ. Trầm gia muốn, ra giá 1,01 triệu. Chương 563, Thượng Thanh Tông. Thiên giai vũ kỹ ngự không hành xuất hiện, dẫn bạo toàn trường, Công Tôn gia cùng Triệu gia đã làm tốt đấu giá chuẩn bị, thế nhưng là, làm Trầm Hạo mở miệng hô lên 1,01 triệu giá cả về sau, hai thế lực lớn nhất thời mắt trợn tròn. Trầm gia dòng chính cũng nhìn lên cái này vốn thiên giai vũ kỹ. Càng trọng yếu là, câu kia ta Trầm gia muốn,
nói rõ là đang uy hiếp, nếu như mình dám đấu giá, đây chính là tại đắc tội toàn bộ Trầm gia. Phiền phức, hai đại gia tộc nhất thời rối rắm, làm một vốn phi hành vũ kỹ, đắc tội Trầm gia, được trả bằng mất. Công Tôn gia võ giả nói, không sai, cái này ngự không hành, cũng vẻn vẹn chỉ là phụ trợ tính vũ kỹ, đối tu vi không có thực chất tính trợ giúp, chúng ta không thể bởi vậy đắc tội Trầm gia. Công Tôn gia đi qua ngắn ngủi suy nghĩ, quả quyết lựa chọn từ bỏ đấu giá. Triệu gia cái kia bên cạnh cũng muốn thông điểm này, cho nên, bọn họ đồng nói, từ bỏ. Ồ, hội trường một tầng võ giả nghe vậy, ào ào thầm nói. Bọn họ cũng không tham dự thiên giai vũ kỹ đấu giá, bởi vì trong túi quần tiền cùng nhất lưu thế lực so ra không đáng giá nhắc tới, cho nên chỉ có thể nhìn một chút kịch. Bây giờ, Trầm gia dòng chính tại chỗ ra giá, hai đại gia tộc nói thẳng từ bỏ, đây chính là vừa ra bộ phim. Nghe đến hai nhà đại kim chủ từ bỏ đấu giá, Vân Nhi tinh xảo gương mặt bên trên treo một chút bất đắc dĩ. Tuy nhiên Chiêu Bảo cửa hàng có quy định, đập giá 10.000 cất bước, có thể làm cái này nhiều năm, hôm nay còn là lần đầu tiên đụng phải, có người đập thiên giai vũ kỹ lúc thì thêm 10.000. Càng bất đắc dĩ là, Trầm gia dòng chính như thế há miệng ra, hắn muốn đấu giá do thân phận hạn chế, sợ đắc tội, cũng không dám tăng giá. Quả là thế, Lam Y Y ngồi ở phía sau phòng, cười nỉ non nói, thúc thúc lão nhân gia ông ta đoán không sai, Trầm gia dòng chính mở miệng, bản này ngự không hành cũng là hắn vật trong bàn tay. Chỉ là, nàng đại mi cao lại, nói thúc thúc đã muốn giao hảo Trầm gia dòng chính, vì sao không trực quá, nàng có thể khẳng định, thúc thúc làm như thế, nhất định có hắn nói ý. Trong hội trường, Trầm Hạo ra giá 1,01 triệu có đoạn thời gian, Vân Nhi cuối cùng vẫn dựa theo quy định nói, 1,01 triệu một lần. Thành giao tiến vào đếm ngược, nghe đến nhân viên đấu giá hô lên, rất nhiều võ giả rửa mắt mà đợi, dù sao thiên giai vũ kỹ đều là lấy giá trên trời đến tính toán, nếu như hôm nay lấy 1,01 triệu giá cả thành giao, như vậy không thể nghi ngờ hội sáng tạo lịch sử, truyền đi, cũng sẽ khiến vô cùng náo động lớn. Công Tôn gia cùng Triệu gia tâm lý tại máu A. Một vốn thiên giai vũ kỹ, cứ như vậy ở trước mặt mình bị giá thấp đập đi, cái này truyền đến đại lục, tất nhiên sẽ trở thành hắn thế lực trò cười. Không có cách nào, trở ngại Trầm gia cường đại, bọn họ chỉ có thể tiếp nhận, cũng âm thầm cầu nguyện, chờ đập khai ngộ đan lúc, gia hỏa này không tham dự, nếu không, lần này thiên cổ thành chuyến đi, sợ là tay không mà về. Khai ngộ đan, Trầm Hạo đương nhiên sẽ không tham dự đấu giá, chỗ lấy ỷ vào thân phận, nhanh, cũng là nghĩ cho hai đại gia tộc tiết kiệm một chút tiền. Tốt để tinh lực toàn bộ đặt ở khai ngộ đan phía trên, dạng này chính mình kiếm lời càng nhiều. 1,01 triệu hai lần. Vân Nhi mềm mại thanh âm vang lên lần nữa. Mọi người ào ào không nói. Không ai dám đi cùng Trầm gia dòng chính đấu giá. Trầm gia cái chiêu bài này quả nhiên dùng tốt. Trầm Hạo nói thầm đến, đáng tiếc, không thể vẫn dùng tới. Cáo mượn oai hổ, chung quy không được. Trầm Hạo muốn theo dựa vào năng lực chính mình, tránh thức tại Bắc Huyền Đại Lục đứng vững gót chân. Đồng thời, để bọn hắn sợ hãi chính mình. Ngay tại lúc này, Vân Nhi lại mở miệng nói, 1,01 triệu ba. Chữ lần chưa mở miệng, tầng 2 nhã gian bên trong truyền đến một đạo âm nhu thanh âm, cái này ngự không hành, ta Thượng Thanh Tông muốn, ra giá 102 vạn. Thanh âm đột nhiên tại yên tĩnh hội trường vang lên, bộc lộ ra âm u, mà tại chỗ võ giả nghe vậy, sắc mặt xôn xao biến đổi, ánh mắt ào ào nhìn về phía hai lầu cái kia không thấy được phòng nhỏ. Công Tôn gia cùng Triệu gia võ giả cũng là trợn mắt hốc xôn xao biến đổi, ánh mắt ào ào nhìn về phía hai lầu cái kia không thấy được phòng nhỏ. Công Tôn gia cùng Triệu gia võ giả cũng là trợn mắt hốc mồm. Lam Y Y cũng ở phía sau phòng đứng lên, trong đôi mắt đẹp lóe ra kinh ngạc. Mọi người tại ý không phải có người cùng đập, để ý là Thượng Thanh Tông, ba chữ này, bởi vì cái này thế lực chính là Tam Tông bốn môn bên trong Tam Tông một trong. Tam Tông bốn môn, mà cái gọi là Tam Tông, phân biệt là Thượng Thanh Tông, Linh Dược Tông cùng Hoa Gian Tông. Thượng Thanh Tông, Trầm Hạo khẽ nhíu mày. Tại Trầm gia sinh hoạt cái kia trong 3 năm, hắn nghe nói qua cái thế lực này, tựa như là Tam Tông bên trong mạnh nhất, thực lực cũng không yếu tại Trầm gia cùng Mộ Dung gia, mà lại, còn cùng Trầm gia có chút cửu oán. Nghĩ đến đây, Trầm Hạo linh niệm phóng thích, muốn tìm tòi cái kia phòng nhỏ, kết quả phát hiện linh niệm không cách nào thẩm thấu, lúc này liền minh bạch, đối phương bố trí ngăn cách trận pháp. Tiểu tử, lấy người bây giờ linh hồn lực, phổ thông trận pháp là rất khó che đậy, nếu như không có đoán sai, trong phòng kia chắc lầu bằng hữu, tùy tiện giả mạo Tam Tông vũ giả, nhưng là sẽ mất mạng nha. Hắn không biết chỉ bằng vào một câu, thì tin tưởng đối phương là Thượng Thanh Tông người, dù sao, chính mình đã từng giả mạo qua, chưa chừng có người muốn đấu giá ngự không hành, đánh lấy ẩn thế thế lực chiêu bài đây. Hai lầu phòng nhỏ truyền đến âm nhu thanh âm, bằng hữu, tùy tiện giả mạo Trầm gia dòng chính, chỉ sợ cũng phải có phiền phức đi. Hiển nhiên,
người này cũng đang chất vấn. Nếu như trước kia, Trầm Hạo nghe được câu này, có lẽ sẽ tâm hỏng, nhưng bây giờ lại là hàng thật giá thật Trầm gia tam mạch dòng chính, cho nên hắn nhếch miệng cười nói, vài thập niên trước, Thượng Thanh Tông từng tới ta Trầm gia. Câu nói này nói không đầu không đuôi, có điều, hai lầu lại truyền đến tức giận, tiểu tử, đừng quá cản rỡ. Ta đi, thật đúng là a. Trầm Hạo một mặt im lặng, hắn từng nghe Trầm Huyền Nghiêu nói qua, hơn 20 năm trước, Thượng Thanh Tông từng phái thế hệ tuổi trẻ đệ tử đến Trầm gia luận bàn, sau cùng bị phụ thân Trầm Huyền Đình liên tiếp thất bại, mà lại, lúc đó tuổi trẻ khí thịnh phụ thân im lặng. Hắn từng nghe Trầm Huyền Nghiêu nói qua, hơn 20 năm trước, Thượng Thanh Tông từng phái thế hệ tuổi trẻ đệ tử đến Trầm gia luận bàn, sau cùng bị phụ thân Trầm Huyền Đình liên tiếp thất bại, mà lại, lúc đó tuổi trẻ khí thịnh phụ thân, xuất thủ tặc nặng, trọng thương mấy người, đến mức hai nhà bởi vậy kết thù kết oán. Chỉ là thuận miệng kiểu nói này, đối phương thì lộ ra đến mức dị thường phẫn nộ, hẳn là biết vài thập niên trước Thượng Thanh Tông tại Trầm gia xấu mặt chuyện cũ, như thế xem ra, thân phận tất nhiên là thật. Chính mình cùng Trầm Sương bọn người có thể tới Bắc Huyền Đại Lục, hắn thế lực nhập thế cũng rất bình thường. Trầm Hạo nghĩ thông suốt điểm này, liền nói ngay, 103 vạn. Thượng Thanh Tông thì châu, cái này bản vũ kỹ ta nhìn chúng, ai cũng đập không đi. 104 vạn, tên kia Thượng Thanh Tông võ giả lại đuổi tới. Cái này, mọi người ào ào sụp đổ. Thiên giai vũ kỹ A, cái kia có 10.000 tăng giá. Sụp đổ tại tiếp tục bên trong. Bởi vì, Trầm Hạo thuận miệng lại thêm 10.000, tự xưng Thượng Thanh Tông võ giả cũng giống như thế. Chương 564, huyễn thú tinh hạch, bán đấu giá. Trong hội trường mọi người buồn ngủ, Trầm Hạo cùng tự xưng Thượng Thanh Tông võ giả thì tiếp tục tăng giá. Đương nhiên, giá cả tăng lên thủy chung vì 10.000, sẽ không vượt qua 20.000, như thế. Đi qua một đoạn thời gian rất dài, ngự không hành giá cả mới bị đập tới 2 triệu. Đây quả thực là một trận sử thi cấp đấu giá, bình thường tại chỗ võ giả, đều có thổ huyết xúc động, thì liền lão luyện nhân viên đấu giá Vân Nhi cũng là tẻ nhạt vô vị ngồi xuống, chờ đợi hai người như là trò đùa giống như đấu giá. Trầm Hạo 10.000 tăng giá là có nguyên nhân, bởi vì hắn trong túi quần không có tiền A, nếu như cất mấy chục triệu, khẳng định cùng Công Tôn gia như thế, há miệng ra thì 1 triệu. Ngươi không có tiền. Cái kia ra hỏa chỉ sợ cũng không có tiền. Kiếm hồn nói, Trầm Hạo nhếch miệng cười nói, những thứ này ẩn thế gia tộc đến Bắc Huyền Đại Lục, khắp nơi lấy lịch luyện làm chủ, trên thân khẳng định không mang bao nhiêu tiền, cho nên. Hắn hơi trầm ngâm, lúc này mở miệng nói, 3 triệu. Hoa, một ngạt hội nói, những thứ này ẩn thế gia tộc đến Bắc Huyền Đại Lục, khắp nơi lấy lịch luyện làm chủ, trên thân khẳng định không mang bao nhiêu tiền, cho nên. Hắn hơi trầm ngâm, lúc này mở miệng nói, 3 triệu. Hoa. Một ngạt hội trường, đột nhiên sinh động, rất nhiều võ giả kém chút khóc, rốt cục thêm 1 triệu, đây mới là đấu giá thiên giai vũ kỹ phải có phóng khoáng A. Trầm Hạo trực tiếp theo 2 triệu nâng lên 3 triệu, làm đến tự xưng Thượng Thanh Tông người trầm mặc, sơ qua sau đó, chuyển đến âm nhu thanh âm, chiêu bảo thương hành đương ra có đó không? Ta chỗ này có một khỏa huyễn thú tinh hạch, các ngươi hoặc là... Lời này vừa nói ra, toàn trường võ giả đều là trừng to mắt. Huyễn thú, không nghe lầm chứ? Trầm Hạo cũng há hốc miệng ba, trong con ngươi lóe ra chấn kinh, dựa theo dã thú cấp bậc đến tính, huyễn thú áp đảo linh thú phía trên, thực lực có thể so với cảnh giới thứ tư. Ta đi, hắn lại có huyễn thú tinh hạch, tiểu tử, huyễn thú tinh hạch nhưng là đồ tốt, lấy ra hấp thu, hiệu quả mạnh hơn linh thú quá nhiều, có lẽ có thể giúp ngươi một lần hay nói, phàm là chân bảo, ta chiêu bảo cửa hàng không có không muốn đạo lý. Cái kia tốt, hai lầu truyền đến thanh âm, nói, ra giá đi. Tiểu tử này. Trầm Hạo khóe miệng co giật nói, sẽ không tính toán bán tinh hạch đến cùng ta đấu giá a. Không sai, tự xưng Thượng Thanh Tông võ giả xác thực muốn làm như thế, bởi vì thành như Trầm Hạo đoán, đến Bắc Huyền Đại Lục lịch luyện, trên thân không mang bao nhiêu tiền, chỉ có cái này một khỏa đáng tiền huyễn thú tinh hạch. Buổi đấu giá mục đích là bán cho người khác bảo vật, bây giờ, lại có người bán cho ban tổ chức, ngược lại là chuyện mới mẻ đây. Lam Y Y hơi hơi trầm ngâm, nói, vị bằng hữu này, ta chiêu bảo cửa hàng trước hết kiểm hàng. Mới có thể tính ra giá cả. Siêu, đột nhiên, hai lầu trong sương phòng bay ra một đạo lưu quang, nhẹ nhàng rơi tại trên đài đấu giá, sau đó nghe âm nhu thanh âm truyền đến, đấu giá tạm dừng, các ngươi trước tiên kiểm hàng. Lam Y Y nhìn về phía Vân Nhi, nói, nghiệm đi. Vân Nhi lúc này đi lên trước, cầm lấy viên kia tinh hạch bắt đầu quan sát tỉ mỉ. Thân chắn, bởi vì tinh hạch xuất hiện, rõ ràng cảm giác được trong hội trường ngưng tụ một cỗ bạo lệ khí tức, hiển nhiên, không đạt được huyễn thú cấp bậc. Không có dạng này hiện tượng. Loại vật này không tốt thu hoạch được, nếu như là thật, giá trị chỉ sợ không kém gì ngự không hành. Có thể có huyễn thú cấp tinh hạch, người này tất nhiên là Thượng Thanh Tông người. Mọi người ào ào nghị luận,
trong lòng cũng đã minh bạch hai lầu người tất nhiên xuất từ Thượng Thanh Tông. Vì sao khẳng định như vậy? Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì linh thú phía trên huyễn thú đã cầm giữ có nhân loại tư duy, thông minh xảo trá, sinh mệnh ốm sắp chết thời khắc, hội liều lĩnh đi đầu dẫn bạo uẩn dục tinh hạch. Nói cách khác, muốn ngăn cản huyễn thú dẫn bạo tinh hạch, thực lực nhất định phải tại phía xa nó phía trên, có thể làm đến nhất kích đánh giết, không cho đối phương thời gian đi dẫn đốt. Mà làm đến điểm này, thực lực tất nhiên tại cảnh giới thứ tư trung hậu kỳ trở lên, sớm còn phải là săn giết huyễn thú thực lực chỉ có một hai phẩm, nếu không, căn bản là không có cách ngăn cản đối phương dẫn bạo tinh hạch, làm không tốt sẽ còn bị nổ tung sinh ra trùng kích, không có cách ngăn cản đối phương dẫn bạo tinh hạch, làm không tốt sẽ còn bị nổ tung sinh ra trùng kích lực trọng tỏa. Bắc Huyền Đại Lục bên trong, miểu sát huyễn thú võ giả có thể đếm được trên đầu ngón tay, phần lớn cũng đều đang bế quan, tự xưng Thượng Thanh Tông đệ tử xuất ra huyễn thú tinh hạch, hiển nhiên là gia tộc bọn họ cường giả giết chết, dù sao, ẩn thế gia tộc thực lực mạnh, không cần đi hoài nghi. Tiểu thư, Vân Nhi tỉ mỉ quan sát một phen tinh hạch, nói, đây là một khỏa tứ phẩm huyễn thú tinh hạch, đến tại cái gì huyễn thú, thuộc hạ tạm thời còn không cách nào phán đoán. Lam Y Y gật gật đầu, chỉ cần phẩm giai dám định ra đến, là cái gì huyễn thú đã không trọng yếu. Quả nhiên là thật, mọi người ào ào nhìn về phía hai lầu, trong con ngươi lóe ra kính nể, đối bọn hắn mà nói, mặc kệ là Trầm gia vẫn là Thượng Thanh Tông, đều là nhất định phải nhìn lên tồn tại. Lam Y Y trầm ngâm sơ qua, nói, mọi người cũng đều biết, huyễn thú tinh hạch có chút hy hữu, vị bằng hữu này đã nghĩ ra bán, ta chiêu bảo cửa hàng nguyện ý lấy 30 triệu giá cả thu mua. Mọi người khóe miệng co giật, không hổ là chiêu bảo cửa hàng, vừa mở miệng cũng là 30 triệu, cái này đổi lại chính mình, dốc sức làm mấy cái đời cũng không kiếm được nhiều tiền như vậy. 30 triệu a, tự xưng Thượng Thanh Tông võ giả nói, thành giao. Lam Y Y hướng Vân Nhi nhìn một chút, sau đó quay người rời đi, đối phương hình như có lĩnh ngộ, lúc này đem tinh hạch thu nhập không gian giới chỉ, vũ cười quyến rũ nói, dựa theo ta sẽ quy định, công tử cần tại đấu giá hội kết thúc mới có thể lấy tiền. Không quan trọng, hai lầu âm nhu thanh âm hơi hơi dừng lại, sau đó nói, bản này ngự không hành, ta Thượng Thanh Tông ra giá 30 triệu. T, mọi người ào ào hít một hơi lãnh khí, Công Tôn gia chờ nhất lưu thế lực cũng là âm thầm líu lưỡi. 3 triệu trực tiếp tăng lên tới 30 triệu, loại này tăng giá pháp, tuyệt đối xưa nay chưa từng có a, quả nhiên, vẫn là ẩn thế thế lực châu, trực tiếp bán đi tinh hạch đến đấu giá, đổi lại chính mình cũng không có phách lực như thế. Cùng lúc đó, toàn trường tất cả ánh mắt đều rời về phía lầu 3. Thượng Thanh ra giá 30 triệu, đại biểu Trầm gia dòng chính có thể hay không ra giá 50 triệu, hoặc là càng cao. Ngoá, nghe đến tiểu tử kia báo giá, Trầm Hạo nhất thời sụp đổ. 30 triệu, con số này đã bắt kịp chính mình mượn khoản tiền lớn, làm một vốn vẻn vẹn cung cấp phi hành vũ kỹ, Thượng Thanh Tông cái kia ra hỏa cũng thật là liều. Tiểu tử, đây không phải liều, đây là chiến đấu. Kiếm Hồn nói, chiến đấu, Trầm Hạo ngạc nhiên, Kiếm Hồn giải thích nói, đối phương đại biểu Thượng Thanh Tông, mà ngươi thì đại biểu Trầm gia, lẫn nhau đại biểu các nhà vinh diệu, dùng tiền tài thủ đoạn đến quyết thắng thua. Ta minh bạch, Trầm Hạo tỉnh ngộ, chợt cười khổ nói, tiểu tử này là muốn tại trước mắt bao người cầm xuống ngự không hành, để người đời biết ta Trầm gia không được. Không sai, Kiếm Hồn nói, cho nên hiện tại là chiến đấu, chỉ bất quá phương thức chiến đấu là ngân lược, nếu như ngươi không cùng đập, Bắc Huyền Đại Lục sẽ cho rằng, Trầm gia không như trên rõ ràng tông. Trầm Hạo nhếch miệng cười một tiếng, nói, lấy ngân lượng đến chiến đấu, chỉ sợ chỉ có não tử xảy ra bất quá phương thức chiến đấu là ngân lược, nếu như ngươi không cùng đập. Bắc Huyền Đại Lục sẽ cho rằng, Trầm gia không như trên rõ ràng tông. Trầm Hạo nhếch miệng cười một tiếng, nói, lấy ngân lượng đến chiến đấu, chỉ sợ chỉ có não tử xảy ra vấn đề người mới sẽ đi làm. Kiếm Hồn nao nao, Trầm Hạo cất cao giọng nói, bản này ngự không hành, bản thiếu từ bỏ. Mọi người nghe vậy, ào ào im lặng, cứ như vậy từ bỏ. Trầm gia cái này công tử ca cũng quá nhu nhược đi. Ngay tại lúc này, Trầm Hạo thanh âm lại một lần vang lên, chiêu bảo cửa hàng thu hoạch được viên kia huyễn thú tinh hạch, có thể hay không xuất ra đấu giá đây, bản thiếu đối với cái này vật có phần có hứng thú. Chương 565, giá thấp mua vào, chiến đấu bắt đầu. Trầm Hạo từ bỏ ngự không hành đấu giá, không có cách, hắn thực sự không có nhiều tiền như vậy đi mua một bản vẻn vẹn cung cấp phi hành vũ khí, huống chi, hiện tại cảnh giới đã đạt đến quy nguyên cảnh 6 tầng, khoảng cách cảnh giới thứ tư vô hạn tới gần, ngự không phi hành cũng là sớm muộn sự tình. Muốn phải nhanh hơn bước lên cảnh 6 tầng, khoảng cách cảnh giới thứ tư vô hạn tới gần, ngự không phi hành cũng là sớm muộn sự tình. Muốn phải nhanh hơn bước vào cảnh giới thứ tư, cần phải bỏ ra rất nhiều, trước mắt, viên kia huyễn thú tinh hạch thì là để hắn trùng kích cảnh giới cao hơn chí bảo. Cho nên hắn nhất định phải muốn chụp lấy đến.
đến mức vì mặt mũi, vì ganh đua so sánh, hào sảng đấu giá, hắn cũng không có một chút hứng thú, thậm chí cho rằng Thượng Thanh Tông cái kia ra hỏa hoa 30 triệu quả thực não tử có bệnh. Lam Y Y trở lại hậu thất, nghe đến Trầm Hạo từ bỏ đấu giá, trong đôi mắt đẹp lóe ra một vệt bất đắc dĩ, đây vốn là thúc thúc vì hắn chuẩn bị, không nghĩ tới nửa đường giết ra cái Thượng Thanh Tông. Có điều, khi nàng lại nghe được Trầm Hạo hỏi thăm tinh hạch phải chăng đấu giá, xinh đẹp gương mặt bên trên hiện ra một vệt mỉm cười, sau đó lại lần đi ra, nói, có thể. Trầm Hạo cười nói, ra giá đi. Lam Y Y nhìn về phía Vân Nhi, Vân Nhi có lĩnh ngộ, liền nói ngay, viên này tam phẩm huyễn thú tinh hạch, giá khởi đầu 1 triệu lượng. Toàn trường lặng ngắt như tờ, lúc cái này Trầm gia dòng chính cũng quá keo kiệt đi. Không người cùng giá, theo Vân Nhi 3 lần nhắc nhở, tiếp theo giải quyết dứt khoát, Trầm Hạo lấy 1,01 triệu giá cả đấu giá phía dưới viên kia huyễn thú tinh hạch, mà cái này không thể nghi ngờ soát tân lịch sử, phải biết, phẩm chất thấp linh thú tinh hạch giá trị đều tại 1 triệu trở lên a. Hừ, Trầm Hạo vỗ xuống tinh hạch về sau, hai lầu truyền đến âm nhu thanh âm, người Trầm gia cũng không gì hơn cái này đi. Thanh âm bên trong bộc lộ ra khó chịu, đương nhiên khó chịu, một bản ngự không hành chính mình hoa 30 triệu, mà Trầm gia dòng chính vẻn vẹn dùng 1 triệu mua xuống tinh hạch, nói cho cùng, còn là mình thiệt thòi lớn. Thiệt thòi lớn, Thượng Thanh Tông võ giả tính toán sai chướng, ngự không hành mặc dù là phi hành vũ kỹ, nhưng dù sao cũng là thiên giai, lấy một khỏa huyễn thú tinh hạch đến đổi không tính lỗ vốn. Tránh thức lỗ vốn là chiêu bảo cửa hàng, vũ khí bán đi, tinh hạch cũng bán cho Trầm Hạo, lại vẻn vẹn chỉ kiếm lời 1 triệu. Lam Y Y cũng không đau lòng, đối kết quả cũng rất hài lòng, bởi vì dạng này không những không có đắc tội Vũ Thành, gọi Lâm Tinh công tử đã từng cũng là kẻ có tiền tính, mời Trương Kiến Hồng tại tử lâu tiêu phí, Trầm Hạo ca mấy cái vô cùng phối hợp, không chỉ có ăn uống thả cửa, sau cùng còn đem trứng gọi ra tới. Một bữa cơm đi xuống, trực tiếp đem Lâm Tinh bớt ăn một chút khóc. Người có tiền, người muốn đảm nhiệm được một chút, không có vấn đề, ca tuyệt sẽ không để cho ngươi thất vọng. Nói đến chứng, cái này tiểu gia hỏa đã tiến vào cửu khiếu linh lung tháp một đoạn thời gian rất dài, đương nhiên, nó đi vào cũng không phải đi tu luyện, mà chính là hoàn toàn như trước đây ngủ, Trầm Hạo từng nhiều lần kêu gọi nó, nhưng thủy chung không có đánh thức. Chứng loại này đặc thù yêu thú, ngủ cũng là một loại tu hành. Trầm Hạo từ bỏ ngự không hành, lấy giá thấp vỗ xuống một khỏa huyễn thú tinh hạch, tuyệt đối là kiếm được. Mà đấu giá thì tiếp tục tiến hành. Đi qua trước mấy vòng đấu giá thêm nhiệt, tránh thức màn kịch quan trọng trình diễn, cái kia chính là khai ngộ đan. Vân Nhi lấy ra một khỏa tròn trịa đan dược, phú cười quyến rũ nói, viên thuốc này tên là khai ngộ đan, chính là Trầm Hạo Trầm công tử luyện kia là Trầm gia dòng chính chế, ào ào trợn mắt hốc mồm. Thế nhân đều biết Tam Tông một trong linh dược tông là y dược cùng đan dược người trong nghề, chưa từng nghe nói Trầm gia có người còn tinh thông đạo này a, huống chi, như thế nghịch thiên khai ngộ đan. Linh dược tông chỉ sợ cũng không có năng lực luyện chế ra tới đi. Mọi người ào ào sợ hãi thán phục tại Trầm gia dòng chính, Công Tôn gia cùng Triệu Cao hai nhà thì đại hỉ không thôi, bọn họ lo lắng Trầm gia dòng chính tham dự khai ngộ đan đấu giá, bây giờ biết được viên thuốc này là hắn luyện chế, tất nhiên không biết đấu giá. Có điều, ba nhà vẫn là lo lắng cái kia Thượng Thanh Tông võ giả, nếu như hắn cũng nhìn chúng khai ngộ đan thì phiền phức. Trầm Hạo cũng rất lo lắng, nếu như tiểu tử này tham dự đấu giá, một câu hắn thế lực chỉ sợ không dám đắc tội, mà lựa chọn từ bỏ. Loại này lo lắng là dư thừa, bởi vì Thượng Thanh Tông người võ giả kia bán phía dưới ngự không hành sau liền không có tiền, mà lại, đối với khai ngộ đan, hắn cũng không có hứng thú gì. Bản hội lần này đối ngoại bán ra khai ngộ đan cùng sở hữu 10 bình này lo lắng là dư thừa, bởi vì Thượng Thanh Tông người võ giả kia bán phía dưới ngự không hành sau liền không có tiền, mà lại, đối với khai ngộ đan, hắn cũng không có hứng thú gì. Bản hội lần này đối ngoại bán ra khai ngộ đan cùng sở hữu 10 bình, trước 5 bình tiến hành đơn bán, sau 5 bình thì lại lấy 1 bình đấu giá. Vân Nhi cười nói, tốt, phổ thông gia tộc cùng tán tu ào ào vỗ tay tán thưởng. Bọn họ có người, hoặc bản thân kẹt tại thối thể cảnh rất nhiều năm, nhu cầu lượng cũng không cao, 1-2 khỏa đủ để, cho nên không cần thiết đập 1 bình. Chiêu bảo cửa hàng như thế đấu giá, cũng là vì phổ biến đại tán tu cùng phổ thông gia tộc suy nghĩ. Đến mức sau 5 bình đấu giá thì thuộc về đại gia tộc cạnh tranh. Tại mọi người chờ mong dưới, Vân Nhi từ từ nói đến, khai ngộ đan một khỏa, giá khởi đầu 100.000 lượng. 150.000, 200.000, 300.000, Vân Nhi vừa dứt lời, khai ngộ đan giá cả siêu siêu tăng lên. Có thể làm cho võ giả chân thật đột phá cảnh giới thứ 2, so với vũ khí, binh khí, tinh hạch trọng yếu đạt đến càng cao võ đạo tầng thứ. Chậc chậc, Trầm Hạo âm thầm líu lưỡi. Hắn không nghĩ tới. Vừa mới bắt đầu, mọi người đấu giá thì kịch liệt như vậy. Rất nhanh, viên thứ nhất khai ngộ đan, lấy 1 triệu giá cả thành giao. Mọi người vui mừng là,
Thượng Thanh Tông người võ giả kia cũng không có tham dự, kể từ đó, viên thứ hai đan dược quay, nhiều người hơn tham dự vào. Chỉ một lát thần, năm bình tổng cộng 50 khỏa khai ngộ đan ào ào bị vỗ xuống, mỗi viên thuốc cuối cùng giá sau cùng đồng đều tại 1 triệu trở lên. Hơn 50 triệu a. Trầm Hạo cười đến không ngậm miệng được, dựa theo trên hiệp ước chia 37, chính mình cái này mất một lúc kiếm lời hơn 30 triệu, thiếu nợ lập tức trả hết nợ. Dễ chịu, không có nợ nần áp thân thể, Trầm Hạo nhất thời sảng khoái tinh thần. Nợ trả hết nợ, như vậy đến đón lấy năm bình thì là sạch kiếm lời. Nghĩ đến đây, Trầm Hạo miệng liệt lớn hơn, đến đón lấy năm bình, rõ ràng là vì đại gia tộc chuẩn bị, Công Tôn gia cùng Triệu Cao gia tộc, sớm đã mài đao xoèn xoẹt. Phải biết, một cái gia tộc muốn trường thịnh bất suy, hậu bối thiên tài phi thường trọng yếu, nếu như nắm giữ khai ngộ đan, liền có thể tại thời gian nhanh nhất bồi dưỡng được cảnh giới thứ hai hậu bối. Cái này sau năm bình, ít nhất phải cầm xuống ba bình. Công Tôn gia võ giả hạ quyết tâm, Triệu Cao hai nhà đồng dạng cũng là tim gấu bừng bừng, thứ này chính mình nhiều vỗ xuống một bình, liền có thể nhiều bồi dưỡng 10 tên hậu bối thiên tài, hắn thế lực thì trái lại thiếu bồi dưỡng mấy tên thiên tài, cho nên vô luận như thế nào cũng muốn dốc hết vốn liếng đoạt đập. Chương 566, băng hệ thuộc tính, điêu trùng tiểu kỹ, còn lại 5 bình còn chưa tiến hành đấu giá, nhưng không hề nghi ngờ, sẽ để cho đại thế lực tranh giành bể đầu, Trầm Hạo cùng Chiêu Bảo cửa hàng vui lòng thấy cảnh này xuất hiện. Hiện tại bắt đầu đấu giá một bình khai ngộ đan, giá khởi đầu vì 1 triệu. Vân Nhi tại mọi người bức thiết nhìn soi mói, từ từ nói tới. Theo nàng vừa dứt lời, kịch liệt tranh đoạt trình diễn, ba đại nhất lưu đầu tiên đấu giá, chỉ chốc lát công phu tranh giành bể đầu. Trầm Hạo cùng Chiêu Bảo cửa hàng vui lòng thấy cảnh này xuất hiện. Hiện tại bắt đầu đấu giá một bình khai ngộ đan, giá khởi đầu vì 1 triệu. Vân Nhi tại mọi người bức thiết nhìn soi mói, từ từ nói tới. Theo nàng vừa dứt lời, kịch liệt tranh đoạt trình diễn, ba đại nhất lưu đầu tiên đấu giá, chỉ chốc lát công phu, một bình khai ngộ đan giá cả liền bị mang lên 5 triệu 6 triệu. Tham dự đấu giá không chỉ Công Tôn chờ ba nhà, còn có hắn đại hình gia tộc, bọn họ bức thiết hy vọng thu hoạch được khai ngộ đan. Đến để thăng phía sau lưng thế lực, từ đó rút ngắn cùng nhất lưu thế lực khoảng cách. 7 triệu, 8 triệu, một bình khai ngộ đan giá cả nước lên thì thuyền lên, rất nhanh đột phá 10 triệu. Thế mà, các gia tộc đấu giá nhiệt độ vẫn tăng vọt, những tiểu gia tộc kia cùng tán tu âm thầm líu lưỡi, nghĩ thầm, năm nay buổi đấu giá phía trên áp trục, chỉ sợ là gần vài chục năm nay kéo lên tốc độ nhanh nhất. Thắng bại cuối cùng cũng có kết luận, làm Công Tôn gia hô lên 18 triệu, Triệu Cao hai nhà ào ào trầm mặc. Hắn gia tộc cũng đột nhiên ngừng lại, năm nay buổi đấu giá phía trên áp trục, chỉ sợ là gần vài chục năm nay kéo lên tốc độ nhanh nhất. Thắng bại cuối cùng cũng có kết luận, làm Công Tôn gia hô lên 18 triệu, Triệu Cao hai nhà ào ào trầm mặc, hắn gia tộc cũng đột nhiên ngừng lại, hiển nhiên, cái giá này đã thông suốt đến cực hạn. Đập nha, Trầm Hạo gấp, hắn ước gì những người này ra sức đập, tốt nhất đập tới 20 triệu trở lên. Đáng tiếc, khai ngộ đan mặc dù tràn ngập ma lực, nhưng tất cả mọi người vẫn là tại cân nhắc lợi và hại về sau, cuối cùng quyết định từ bỏ đấu giá. Lúc này mới một bình, đằng sau còn có 4 bình. Như thế đến nay, Công Tôn gia lấy 18 triệu vỗ xuống 10 khỏa khai ngộ đan, con số này hiển nhiên muốn so đơn đập cao hơn, bất quá, cũng cao không bao nhiêu. Trầm Hạo còn có thể tiếp nhận, dù sao, khai ngộ đan tài liệu là Chiêu Bảo cửa hàng cung cấp, chính mình chỉ phụ trách luyện đan, càng trọng yếu là, luyện đan thời vận chuyển linh hồn đan kinh. Còn có thể đề cao linh hồn cường độ. Loại này lại có thể tu luyện, lại có thể kiếm tiền mua bán, coi như đập cái mấy từ. Trầm công tử, không chờ đấu giá kết thúc sao? Lam Y Y có chút ngoài ý muốn. Trầm Hạo cười nói, nhìn những người này đấu giá nhiều không có ý nghĩa, chẳng bằng đi phong lưu khoái hoạt. Nói, trên dưới dò xét một phen trước mắt cô gái này. Lam Y Y nghe vậy, nhất thời khẩn trương lên. Gia hỏa này, thật chẳng lẽ đối với mình có ý nghĩ gì? Ngay tại lúc này, Trầm Hạo đi về phía trước một bước, thấp giọng nói, Lam cô nương, nhưng là có thời gian, chúng ta ra ngoài uống chén trà. À, Lam Y Y bản năng lui lại một bước, xấu hổ nghiêm mặt nói, Trầm công tử, tiểu nữ còn muốn chủ trì buổi đấu giá, cái này uống trà coi như đi. Ai, Trầm Hạo lắc đầu, nói, vậy thì thật là đáng tiếc. Nói xong, nói, huyễn thú tinh hạch đây, ta hiện tại muốn dẫn đi, đến mức 1,01 triệu, theo khai ngộ đan thu hoạch được lợi nhuận phía trên khấu trừ. Hắn không muốn tiếp tục xem tiếp, là vội vã trở về hấp thu viên tinh hạch này, dù sao tiền lại nhiều, cũng không thể đề cao tu làm trọng yếu. Ta đi cho, tay nhỏ vỗ nhẹ bộ ngực, gương mặt thì là một mảnh ửng đỏ, hiển nhiên Trầm Hạo vừa mới cử chỉ, để cho nàng thực đang sợ. Trầm Hạo đương nhiên là đang nói đùa, chủ yếu là nàng giới thiệu Vân Nhi, làm đến chính mình giống như rất tốt sắc giống như.
Lam Y Y rất mau đem huyễn thú tinh hạch mang đến. Trầm Hạo thu nhập không gian giới chỉ, không có điều tức nàng dự định, mà chính là đứng dậy cáo từ, chỉ là trước khi chia tay thì nói ra, đấu giá kết thúc, đem bản thiếu thiếu các ngươi tiền trả hết, còn lại phiền phức xin đưa đến Hoàng Thành. Ừm, Lam Y Y nói, Trầm công tử cũng đừng quên luyện chế khai ngộ đan, tiếp qua mấy tháng, chúng ta sẽ còn đấu giá. Vật hiếm thì quý, đại lượng đấu giá cả chỉ sợ sẽ chỉ càng ngày càng thấp a. Trầm Hạo nói, Lam Y Y cười nói, Bắc Huyền đại lục võ giả đông đảo, nhu cầu lượng cực cao, Trầm công tử không cần lo lắng, vốn thương hội có thể cam đoan, mỗi viên thuốc giá cả cũng sẽ ở 1 triệu trở lên. Trầm Hạo gật gật đầu, quay người rời đi, Lam Y Y cái này mới chính thức yên tâm lại, nàng sợ Trầm Hạo hội khăng cả cũng sẽ ở 1 triệu trở lên. Trầm Hạo gật gật đầu, quay người rời đi. Lam Y Y cái này mới chính thức yên tâm lại, nàng sợ Trầm Hạo hội khăng khăng muốn chính mình đi cùng hắn uống trà, đến lúc đó là đồng ý, vẫn là cự tuyệt. Cự tuyệt, chỉ sợ không có khả năng. Lam Y Y minh bạch Trầm ra dòng chính giá trị, một khi đối phương nghiêm túc, nàng coi như không vui, cũng phải kiên trì đi. Trầm Hạo đi ra hội trường, mà tại cửa ra vào, một cái đạo y cách ăn mặc người đưa lưng về phía hắn ngăn trở đường ra. Nhưng một chút, Trầm Hạo mở miệng nói, đạo sĩ cách ăn mặc người thờ ơ. Tốt như không nghe đến, vẫn đứng tại cửa ra vào. Trầm Hạo khẽ nhíu mày. Ngay tại lúc này, âm nhu thanh âm truyền đến, dám giả mạo Trầm gia dòng chính, ngươi thật là to gan. Thanh âm này hiển nhiên là trong hội trường đoạt đập ngự không hành, tự xưng thượng thanh tông người. A, Trầm Hạo cười nói, dám nghi vấn bản thiếu, ngươi lá gan cũng không nhỏ nha. Siêu, đột nhiên, thượng thanh tông võ giả quay người lại, ánh kiếm màu trắng lấp lóe mà đến, tốc độ sắc hơi hơi ngốc trệ. Bởi vì thượng thanh tông võ giả xoay người, hiển lộ ra một trương mặt trứng ngỗng gò má, hiển nhiên, đây là một nữ nhân, như Nguyệt Nga Mi, duyên dáng mũi ngọc tinh xảo, hơi mỏng môi anh đào, tại trường bào màu xanh nhạt phụ trợ dưới, quanh thân dường như bao phủ một cỗ nhấp nhô tiên khí. Tốt một cái băng thanh ngọc khiết nữ nhân, chỉ là, Trầm Hạo có chút sụp đổ, như thế xinh đẹp nữ nhân, thanh âm thế nào như thế quái đây, mà lại, còn âm trầm, rất đáng sợ, trước đó còn tưởng rằng là nam nhân đâu. Huyễn ảnh mê tung. Nữ tử thu kiếm, đại mi nhíu chặt, nàng theo Trầm Hạo vừa mới né tránh tốc độ trông được ra chính là Trầm gia thân pháp, nhưng cũng không xác định, bởi vì cùng gia tộc hồ sơ trong kho chỗ miêu tả khác biệt. Đương nhiên khác biệt, Trầm Hạo huyễn ảnh mê tung dung hợp kinh hồng du long, nghiêm ngặt ý nghĩa nói, đã không còn là Trầm gia thân pháp, mà chính là thuộc về hắn độc hữu, người khác muốn học cũng căn bản học không được. Trầm Hạo cười nói, nếu biết ta Trầm gia vũ kỹ, như vậy ta thân phận là thật là giả, chắc hẳn có đáp án a. Bảy thước lợi kiếm lần nữa ra khỏi vỏ, theo quỷ dị góc độ công tới. Trầm Hạo im lặng, ca nhìn ngươi là nữ nhân, không khi dễ ngươi, vẫn chưa xong không? Hô, Trầm Hạo dẫm lên huyễn ảnh mê tung, né tránh đối phương kiếm chiêu, tay phải vạch ra một đường vòng cung, bỗng nhiên chụp vào đối phương non mịn tay nhỏ. Tay không đoạt kiếm, đáng tiếc, thượng thanh tông nữ tử thấy tình thế không ổn, lúc này lui lại mấy bước, tinh xảo trên gương mặt hiện ra một vệt tức giận, tay trái chuyển một cái, bộc phát ra băng hàn chi khí. Hướng về đột kích tay thúi đánh tới. Băng hệ, Trầm Hạo thấy thế, hơi hơi ngạc nhiên, từ khi tiếp xúc võ đạo đến nay, hắn rất ít gặp có người tập luyện băng hệ thuộc tính. Điêu trùng tiểu kỹ, Trầm Hạo âm thầm cười lạnh, không nhìn đối phương băng hàn chi khí, vẫn nhấc tay nắm tới, hắn thấy, nữ nhân xinh đẹp này hàn khí thực sự yếu đáng thương, chính mình mặc dù không điều động băng long chi hồn, vẫn có thể nghiền ép. Chương 567, Thập Phương Luận Chiến, giả giả không biết. Trầm Hạo tay phải cuồng tập kích mà đến, hình thành khí thực sự yếu đáng thương, chính mình mặc dù không điều động băng long chi hồn, vẫn có thể nghiền ép. Chương 567, Thập Phương Luận Chiến, giả giả không biết. Trầm Hạo tay phải cuồng tập kích mà đến, hình thành sóng biển chi thế, đem hàn khí đều thổi tan. Không tốt, tên kia gọi Thanh Liên thượng thanh tông nữ tử thấy thế, sắc mặt biến hóa. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Trầm Hạo cường thế phá mất đối phương hàn khí, đại thủ bỗng nhiên thăm dò qua đến. Trực tiếp chế trụ non mịn tay ngọc phía trên, sau đó dùng lực kéo một cái. Thanh Liên bị lực lượng cường đại kéo một cái, cả người theo đi về phía trước mấy bước, sau cùng đổ vào Trầm Hạo trong ngực. Tình cảnh này nhìn như rất chậm, kỳ thực trong nháy mắt hoàn thành, làm Thanh Liên ý thức được mình bị cầm, hai đầu lông mày hiện ra một vệt tức giận, muốn giãy khỏi cách, lại cảm giác toàn thân giống như bị thạch đầu đè ép, không cách nào động đậy. Hiển nhiên, Trầm Hạo tương thanh sen bắt giữ, trong lúc vô hình vận dụng thạch long chi lực. Tốt xấu tất cả mọi người xuất từ ẩn thế gia tộc, vừa thấy mặt thì đánh lén, toàn thân giống như bị thạch đầu đè ép, không cách nào động đậy. Hiển nhiên, Trầm Hạo tương thanh sen bắt giữ, trong lúc vô hình vận dụng thạch long chi lực.
Tốt xấu tất cả mọi người xuất từ ẩn thế gia tộc, vừa thấy mặt thì đánh lén, cái này cũng rất không coi trọng đi. Trầm Hạo lấy tay nâng nàng non mịn eo nhỏ, khóe môi nhếch lên rất xấu mỉm cười. Hắn không đánh nữ nhân, nhưng ưa thích điều tức nữ nhân, tỉ như trước đó làm y y. Thả ta ra, Thanh Liên lãnh đạm nói. Bại tướng dưới tay, không có tư cách cùng ta nói yêu cầu. Trầm Hạo thản nhiên nói. Ngươi, Thanh Liên khẽ cắn môi mỏng, thẹn quá hóa giận. Trầm Hạo đối với loại này oán hận ánh mắt thấy nhiều, Mộ Dung Anh không chính là như vậy a, sau cùng còn không phải hấp tấp đi theo chính mình đằng sau. Nâng lên Mộ Dung Anh, không thể không nói. Cái này nữ nhân mặc dù xuất thân hào môn, nhưng là thực chất bên trong nhưng lại có cường đạo tiềm chất, từ khi thêm vào ám táng, mỗi ngày theo Trương Kiến Hồng bọn người ra ngoài ăn cướp, mà lại, còn đánh lên ẩn, thân là người lãnh đạo trực tiếp Trầm Hạo đều không hạo nói. Thanh Liên một lát tức giận về sau, dần dần tỉnh táo lại, sầm mặt lại nói, ngươi vừa mới thi triển là bài vân trường. Ngươi cho là thế nào? Trầm Hạo cười rộ lên, hắn vừa mới thi triển một chiêu kia thật là bài vân trường, chỉ là cũng chỉ có hình, mà không có hình dáng, bởi vì đây là hắn một lần nữa diễn biến, ném đi hư mà không thật trưởng ấn, càng thêm thực dụng cùng quỷ dị. Nếu như là bình thường chiêu thức, Thanh Liên nhất định có thể tại thời gian nhanh nhất làm ra tương ứng chiêu thức đến ứng đối. Dù sao, Thượng Thanh Tông cái này mấy chục năm một mực khổ tâm nghiên cứu Trầm ra các loại vũ khí, hy vọng rửa sạch nhục nhã. Hết lần này tới lần khác, Trầm Hạo bài vân trưởng đi qua sửa đổi, đã triệt để thoát ly Trầm ra vũ khí quý tích, cho nên Thanh Liên chỉ là cảm thấy nhìn quen mắt, cũng không có ứng đối chi pháp. Không nghĩ tới các ngươi Trầm ra còn có dạng này vũ khí. Trầm Hạo luân phiên thi triển, tuy nhiên hình thái phía trên cùng Trầm ra vũ khí có so sánh lớn khác nhau, nhưng Thanh Liên đã tin tưởng, người này hẳn là Trầm ra dòng chính. Chỉ bất quá, hiện trong lần đầu tiến vào thế tục, xảo ngộ Trầm ra dòng chính, hợp lại phía dưới liền bị cầm. Xem ở mọi người cùng là tiểu thế giới thế lực, cũng không cùng ngươi tính toán chi ly. Trầm Hạo buông tay ra, đem cái này yếu đuối mỹ mạo nữ tử đẩy đi ra, quay người mà đi. Thanh Liên ổn định thân hình, mở miệng nói, đứng lại. Trầm Hạo ngừng chân, quay đầu cười nói, làm sao? Ba, đột nhiên, Thanh Liên tay ngọc hóa trưởng, đánh nát trong tay bội kiếm. Nói, hôm nay thua với ngươi, lấy kiếm gãy vì phạt, nửa năm sau, ta sẽ tại Thượng Thanh Tông, chờ ngươi, đến ngày ấy, tất nhiên sẽ ngươi đánh bại, lấy tuyết cái nhục ngày hôm nay. Võ giả bội kiếm cực kỳ trọng yếu, nàng này tự mình hủy đi, có thể thấy được là hết sức chăm chú, cũng coi là lấy kiếm tên phát ra lời thề. Trầm Hạo lắc đầu, nói, xin lỗi, vốn thiếu thời gian quý giá, nhưng là không hứng thú đi các ngươi Thượng Thanh Tông. Thanh Liên cười lạnh nói, ngươi nhất định sẽ đi, khẳng định như vậy. Trầm Hạo ngạc nhiên, Thanh Liên nói, một tháng trước, ta Thượng Thanh Tông đã hướng 9 đại thế lực phát ra thư mời, nửa năm sau sớm cử hành thập phương luận chiến, thân là Trầm gia dòng chính ngươi, không có lý do không đi. Không phải đâu, Trầm Hạo trừng to mắt, thập phương luận chiến, hắn nghe Trầm Huyền Nghiêu nhắc qua, đây là 10 cái siêu cấp thế lực cách mỗi mấy chục năm cử hành một lần luận võ luận bàn, tính chất cùng ba giáo hội võ không sai biệt lắm, nhưng cấp bậc tuyệt đối miểu sát ba giáo hội võ tốt mấy con phố. Lẽ ra, như thế thịnh đại hội tỷ võ còn có 10 năm mới cử hành, làm sao lại sớm đâu. Trầm Hạo phiền muộn, trước khi chia tay, hắn đã từng hướng Trầm gia gia chủ hứa hẹn, thập phương luận chiến hôm đó tất nhiên sẽ đại biểu Trầm gia xuất chiến, bây giờ vừa ra đến không bao lâu lại muốn trở về. Còn có để hay không cho người chơi, ta sẽ tại Thượng Thanh Tông chờ ngươi. Thanh Liên liếc nhìn hắn một cái, quay người rời đi. Ai, Trầm Hạo thở dài một hơi, nửa năm sau thập phương luận chiến thật muốn bắt đầu. Chính mình trở ngại lời thề khẳng định trở về, tiến vào tiểu thế giới về sau, lại phải 3 năm tiểu thế giới về sau, lại phải 3 năm mới có thể đi ra ngoài, đây coi là chuyện gì xảy ra. Ta có thể giả không biết tình, Trầm Hạo nói thầm, đừng trách ta lời thề nha, thập phương luận chiến sớm bắt đầu, các ngươi lại không thông báo ta làm sao biết đây. Vừa nghĩ đến đây, gia hỏa này nhất thời nhẹ nhõm, sau đó quay người trở về hoàng thành, bất quá, vừa đi 2 bước lại khóc, bởi vì cuối con đường. Đi tới một người đàn ông tuổi trung niên, người này chính là Trầm Huyền Nghiêu. Tiểu tử, thập phương luận chiến tại nửa năm sau sớm cử hành, gia chủ cố ý mệnh ta đến thông báo ngươi. Trong tử lâu, Trầm Huyền Nghiêu thần thần bí bí nói tới. Trầm Hạo tràn ngập nước mắt nói thúc, ngươi thế nào biết ta ở chỗ này? Trầm Mạc trên thân mang theo ta Trầm gia đặc biệt chí bảo, thúc là dựa vào đặc thù khí tức tìm đến. Trầm Huyền Nghiêu giải thích nói, chợt vuốt ve đầu hắn, nói, hai tử, thế nào khóc? Có phải hay không muốn về nhà? Phù phù, Trầm Hạo đầu tựa vào trên bàn rượu. Thúc A, ta cũng không phải muốn về nhà, ta là đang khóc định tìm một chỗ trốn đi thật tốt tu luyện, giả vờ không biết thập phương luận chiến bắt đầu, người chân sau tìm đến ta.
Trầm Hạo vốn cho là không cần thực hiện lời thề, nhưng làm Trầm Huyền Nghiêu xuất hiện, hắn mới hiểu được, nửa năm sau thập phương luận chiến chính mình nhất định phải đi. Thế nhưng là, một khi tiến vào tiểu thế giới, vậy sẽ phải đợi 3 năm a. Chính mình mới vừa ở Bắc Huyền Đại Lục phát triển thế lực, Bỉ Nguyệt Quốc giờ phút này cũng cần chính mình, cứ như vậy vừa đi, 3 năm sau lại đi ra, chỉ sợ Tây vực bố cục đã sớm biến, Bỉ Nguyệt Quốc có lẽ liền sẽ bị Hạo Nguyệt Đế Quốc nuốt mất. Thúc, đi Thượng Thanh Tông, ta còn phải đợi thêm 3 năm sao? Trầm Hạo hỏi, đương nhiên, Trầm Hạo kém chút lại khóc lên. Bất quá, Trầm Huyền Nghiêu nói ra, đạt đến cảnh giới thứ tư võ giả, có thể không xem tiểu thế giới không gian bích lũy hạn chế, tùy ý ra vào. Trầm Hạo khóe miệng kịch liệt run rẩy, mình bây giờ mới quy nguyên cảnh 6 tầng, mặc dù có huyễn thú nơi tay, cũng nhiều lắm là có thể bước vào thất trọng thôi, muốn trong vòng nửa năm đột phá cảnh giới thứ tư bích lũy hạn chế, tùy ý ra vào. Trầm Hạo khóe miệng kịch liệt run rẩy, mình bây giờ mới quy nguyên cảnh 6 tầng, mặc dù có huyễn thú nơi tay, cũng nhiều lắm là có thể bước vào thất trọng thôi, muốn trong vòng nửa năm đột phá cảnh giới thứ tư, cái này quả thực là lời nói vô căn cứ. Tiểu tử, thúc trên đường thế nhưng là nghe nói ngươi ở thế tục cưới hai nữ nhân, bên trong một cái vẫn là Bỉ Nguyệt Quốc nữ đế đây. Trầm Huyền Nghiêu cười nói, Trầm Hạo lườm hắn một cái, hiện tại hắn xoắn suýt là thập phương luận chiến, nhưng là không tâm tình nói mấy cái này. Ngươi so cha ngươi mạnh hơn, Trầm Huyền Nghiêu nói, nhưng mà, lại muốn bảo hộ quốc gia này, lại muốn đi tham gia thập phương luận chiến, còn thật có điểm phân thân pháp thuật a. Còn không phải thế, Trầm Hạo vẻ mặt đau khổ nói. Trầm Huyền Nghiêu cười nói, như vậy đi. Thúc khó được đi vào Bắc Huyền Đại Lục, liền giúp người đứa cháu này đi một lần, đi Hạo Nguyệt Đế Quốc Hoàng Thành đi bộ một chút, thuận tiện cho bọn hắn lên lớp, để bọn hắn biết, người Trầm gia không dễ chọc. Trầm Hạo đại hỉ, nói, được, Hoàng Thành đi bộ một chút, thuận tiện cho bọn hắn lên lớp, để bọn hắn biết, người Trầm gia không dễ chọc. Trầm Hạo đại hỉ, nói, được, chương 568, cả hai gồm nhiều mặt, thú thần chi đảo. Trầm Huyền Nghiêu nói, để Trầm Hạo đại hỉ. Dù sao cái này thúc bá thế nhưng là cảnh giới thứ tư, không phải sơ kỳ đơn giản như vậy, đặt ở Bắc Huyền Đại Lục cũng là số một số hai đỉnh phong cao thủ. Hắn muốn đi Hạo Nguyệt Đế Quốc đi một chuyến, nhất định có thể đưa đến uy hiếp tác dụng, cũng đều vì Bỉ Nguyệt Quốc tranh thủ thêm phát triển thời gian. Thế mà, Trầm Huyền Nghiêu thì cười nói, tiểu tử, ta chỉ nói là nói mà thôi, đừng coi là thật. Trầm Hạo có chút choáng, cái này thúc bá ngày thường vẫn rất khờ, bây giờ đi vào Bắc Huyền Đại Lục, sao học được đùa nghịch. Tiểu tử, khó khăn cần tự mình giải quyết, thúc không sẽ giúp ngươi. Trầm Huyền Nghiêu đứng lên, nói ta đi trước, thừa dịp hồi tiểu thế giới còn có mấy cái ngày thời gian, hảo hảo ở tại thế tục du ngoạn một phen. Chờ một chút, Trầm Hạo khóc mặt nói thúc, cho chi cái chiêu chứ sao. Trầm nửa năm đột phá cảnh giới thứ tư, nói nghe thì dễ. Trầm Huyền Nghiêu nói, đây là ngươi sự tình. Nói xong, quay người tiêu sái mà đi. Ai, Trầm Hạo sầu mi khổ kiểm nâng chén uống một hơi cạn sạch. Cả hai gồm nhiều mặt thực sự rất khó khăn, chính mình chỉ có thể ở tiểu thế giới lại đợi 3 năm. Ngay tại lúc này, kiếm hồn thanh âm truyền đến, tiểu tử, trong vòng nửa năm đột phá cảnh giới thứ tư, không khả năng. Trầm Hạo kinh ngạc nói, ngươi có biện pháp. Kiếm hồn từ từ nói đến, lấy ngươi thực lực bây giờ, chỉ bằng vào tính tỏa cùng cửu khiếu linh lung tháp, đột phá cảnh giới thứ tư thực sự quá chậm, chỉ có nhanh chóng hấp thu tinh hạch. Trầm Hạo rất tán đồng, thế nhưng là, tinh hạch cái đồ chơi này, lấy đẳng cấp bây giờ trừ phi linh thú trở lên mới có hiệu quả, phía trên cái kia đi làm nhiều như vậy đến cung cấp chính mình hấp thu đây, phải biết, đừng nói huyễn thú hy hữu, coi như linh thú cũng cực kỳ hiếm thấy. Kiếm hồn nói, Bắc Huyền Đại Lục đã có huyễn thú cái này phân loại, khẳng định thì có địa phương tồn tại huyễn thú, người có thể hỏi thăm một chút. Trầm Hạo nói, nghe nói, đông vực phần cuối có một tòa đảo, ở trên đảo sinh tồn lấy đại lượng hung thú, được xưng là thú thần chi đảo. Thú thần chi đảo, Trầm Hạo lần đầu tiên nghe nói. Hoa Lăng gật đầu nói, truyền thuyết, tòa đảo này từng xuất hiện một cái áp đảo thánh thú phía trên sinh vật cường đại, bị thế nhân xưng là thú thần. Trầm Hạo trợn mắt líu lưỡi, so thánh thú còn cường đại hơn, thực lực chẳng phải siêu việt cảnh giới thứ năm. Hoa Lăng tiếp tục nói, cổ sử ghi chép, thú thần thực lực quá mức cường hãn, nắm giữ dung chuyển trời đất năng lực, sau cùng kinh động tiên giới, mấy tên tiên giới cường giả nhập trần thế đem vĩnh thế chân áp. Trầm Hạo cảm khái nói, có thể kinh động tiên giới cường giả. Cái này thú thần thật sự là khó lường. Hoa Lăng thì cười nói, đây đều là truyền thuyết, chỉ có chút ít tư liệu cũng tới từ giã sử, cho nên không thể tin, nhưng có một chút có thể khẳng định, thú thần đảo là hung thú thiên đường, chỗ đó phải có huyễn thú trở lên sinh vật. Trầm Hạo trầm ngâm, Hoa Lăng đi tới, nói, ngươi muốn đi thú thần chi đảo. Có quyết định này, Trầm đi. Vì sao? Trầm Hạo không hiểu, Hoa Lăng nói, đầu tiên,
thú thần chi đảo rất thần bí, không có người biết tại vị trí nào, dù là có ngư dân sông lầm tiến vào, cũng không có người có thể còn sống đi ra, lần, coi như đến thú thần chi đảo, lấy ngươi thực lực bây giờ cũng vô pháp chống lại huyễn thú, kết quả chỉ có chịu chết. Trầm Hạo cười nói, trên đời đã có thú thần chi đảo, ta thì nhất định có thể tìm tới. Thật tự đại, Hoa Lăng lườm hắn một cái. Trầm Hạo tiếp tục nói, lại nói, ta cũng không là một cái người đi thú thần chi đảo, mà chính là mang theo các huynh đệ, bằng vào chúng ta 5 người, đối phó một cái huyễn thú còn không dễ như trở bàn tay a. Hoa Lăng trầm mặc, Trầm Hạo mấy cái huynh đệ nàng rất giải, theo phòng vũ học phủ quen biết, thành thật với nhau, đồng sinh cộng tử, thực lực cũng là bất phàm, 5 người hợp lực có lẽ thật có thể diệt đi một đầu huyễn thú. Ta rất hiếu kỳ, ngươi vì sao nhất định phải đi như thế hung hiểm chi địa đâu? Hoa Lăng không hiểu hỏi. Trầm Hạo chân thành nói, vì tu luyện, vì càng cao võ đạo cảnh giới. Nhìn ta rất hiếu kỳ, ngươi vì sao nhất định phải đi như thế hung hiểm chi địa đâu? Hoa Lăng không hiểu hỏi. Trầm Hạo chân thành nói, vì tu luyện, vì càng cao võ đạo cảnh giới. Nhìn lấy nam nhân này ánh mắt bên trong lấp lóe kiên định ánh mắt, Hoa Lăng không còn hỏi thăm, mà chính là nhẹ giọng hỏi, khi nào xuất phát? Ngày mốt, thập phương luận chiến còn có nửa năm cử hành, lửa xém lông mày, Trầm Hạo không có cái gì chậm trễ, theo phòng ngủ trở về liền đem các huynh đệ triệu tập tới. Phải đi, Trương Kiến Hồng hét lên, nãi nãi, trong khoảng thời gian này không phải ăn cướp, cũng là bế quan tu luyện, thực sự quá chán. Vương Tiến liền nói, Tây Vực ở vào ngưng chiến giai đoạn, xuất ngoại lịch luyện ta không ý kiến. Không phải đâu, Tiền Như Sơn vẻ mặt đau khổ nói, ta vừa mới kết thúc sơn lâm tu luyện, thật vất vả cùng các ngươi gặp nhau, không có an ổn mấy ngày, lại muốn đi giết yêu thú. Lần này là đi giết huyễn thú, có thể cùng ngươi 3 năm lịch luyện đánh đồng sao? Trương Kiến Hồng mở miệng nói, Tiền Như Sơn ngậm miệng lại, đúng vậy a, 3 năm có an ổn mấy ngày, lại muốn đi giết yêu thú. Lần này là đi giết huyễn thú, có thể cùng ngươi 3 năm lịch luyện đánh đồng sao? Trương Kiến Hồng mở miệng nói, Tiền Như Sơn ngậm miệng lại, đúng vậy a, 3 năm qua, chính mình tại Sơn Lâm luyện tốc độ, khi dễ yêu thú, mà lần này đi cái gọi là thú thần chi đảo, mục tiêu là huyễn thú, cái này có thể so với cảnh giới thứ 4 a. Tốt, đi, Tiền Như Sơn cũng đồng ý, không nói một lời lãnh đoạn, thản nhiên nói, không ý kiến. Trầm Hạo nói, các ngươi trở về chuẩn bị, ngày mốt thì xuất phát. Chúng huynh đệ nghe vậy, làm tức rời đi, có điều, lãnh đoạn không có rời đi. Hắn nhìn lấy Trầm Hạo, nói, ngươi khẳng định muốn đi thú thần đảo. Ừm, Trầm Hạo gật gật đầu, tòa đảo này bên trong hung thú trải rộng, có lẽ có huyễn thú, có lẽ sẽ có thánh thú. Lãnh đoạn thản nhiên nói, các huynh đệ cùng ngươi đi, nạn sinh tử đo. Trầm Hạo cảm thấy ngoài ý muốn nhìn lấy hắn, tiếp xúc nhiều năm như vậy, mặt băng cho tới bây giờ đều là trầm mặc ít nói. Lãnh đoạn nói, ngươi đã quyết định, chúng ta hội một mực theo ngươi. Nói xong, quay người mà đi. Trầm Hạo hô, uy. Người có phải hay không lo lắng cho mình nếu có cái gì ngoài ý muốn, sẽ để cho Nam Sơn cô nương thương tâm a? Lãnh đoạn thản nhiên nói, người xảy ra bất trắc, người nữ nhân không thương tâm sao? Trầm Hạo ngạc nhiên, hiển nhiên, hắn không nghĩ tới mặt băng sẽ như thế phản hỏi mình. Nếu như chúng ta có thể đến thú thần đảo, không những không sẽ gặp nguy hiểm, ngược lại, chúng ta còn sẽ nhanh hơn đột phá tu vi. Trầm Hạo chân thành nói, lãnh đoạn không để ý hắn, cất bước mà đi. Trầm Hạo lắc đầu. Nhưng trong lòng càng thêm kiên định muốn đi thú thần đảo quyết tâm, bởi vì cùng trong vòng nửa năm cắm đầu tu luyện, tăng lên có hạn, không bằng mang các huynh đệ đi xông vào một lần, nếu quả thật đến thú thần đảo, coi như không cách nào chống lại huyễn thú cũng có thể giết linh thú. Chỉ cần có linh thú, liền có thể thu hoạch đại lượng tinh hạch, đến lúc đó, các huynh đệ dựa vào tính tâm quyết, điên cuồng hấp thu tinh hạch thuộc tính, tu vi tất nhiên tiến triển cực nhanh. Chương 5 tinh hạch thuộc tính, tu vi tất nhiên tiến triển cực nhanh. Chương 569, an trí thỏa đáng, tốc độ quyết đấu. Tiến về thú thần chi đảo trước, Trầm Hạo cần phải xử lý một ít chuyện, tỉ như an bài thế nào quân đoàn thứ 9, an bài thế nào ám táng đến tiếp sau vận chuyển, cùng Trầm Sương bọn người. Mới đầu, Trầm Sương cùng Trầm đang định cùng hắn cùng đi, sau cùng bị cự tuyệt, lần lịch lãm này, Trầm Hạo dự định đem tính tâm quyết truyền cho huynh đệ mình. Mà muốn dựa vào tính tâm quyết hấp thu, người bình thường không có thể tùy ý tiến hành, nhất định phải đi qua cửu khiếu linh lung tháp. Vật này lại không thể bị người biết được, cho nên hắn chỉ có thể đem từng cái thuyết phục. Đến mức lạnh như băng Trầm Mạc, quả thực để Trầm Hạo đau đầu, bởi vì gia hỏa này chức trách thì là bảo vệ. Sau cùng phí sức chín châu hai hổ, kết hợp nửa năm sau thập phương biết võ, Trầm Hạo mới nói phục Trầm Mạc từ bỏ theo chính mình. Lẽ ra, nhất làm cho đầu hắn đau hẳn là Mộ Dung Anh, nhưng chỉ vẻn vẹn một câu, ta đi về sau, ám táng ngươi trưởng quản,
cướp bóc ngươi đến quyết định, trực tiếp để định, trực tiếp để nha đầu gật đầu đồng ý. An bài tốt những người này, Trầm Hạo cuối cùng đi đến Mộ Dung Liên Nguyệt ở tạm gian phòng bên trong. Hạo ca, ngươi muốn đi thú thần chi đảo sao? Trầm Hạo vừa mới vừa vào phòng, Mộ Dung Liên Nguyệt liền trước hết hỏi. Ừm, Trầm Hạo gật gật đầu. Mộ Dung Liên Nguyệt theo dõi hắn. Trầm Hạo khổ sở nói, lần này đi thú thần chi đảo, hung hiểm vạn phần. Mộ Dung Liên Nguyệt thấp giọng nói, ta muốn bồi tiếp ngươi cùng đi, gặp phải nguy hiểm cũng có thể cùng một chỗ chia sẻ. Trầm Hạo nhẹ nhàng đem nàng ôm ở trong ngực, cười nói, yên tâm đi, ta không có việc gì. Ừm, Mộ Dung Liên Nguyệt nói khẽ. Trầm Hạo nói, đi thôi, ta đưa ngươi đi phòng vũ học phủ. Mộ Dung Liên Nguyệt ngẩng đầu, nói, vì cái gì? Trầm Hạo nói, nơi này không an toàn, Tây vực tuy nhiên tạm thời bình tĩnh, nhưng chưa chừng sẽ xuất hiện cái gì tình huống ngoài ý muốn, phòng vũ học phủ thì an toàn nhiều, chỉ ít có Quan Vân Túc nhóm cường giả bảo hộ. Mộ Dung Liên Nguyệt gật đầu nói, tốt a, có điều, nàng còn là Mộ Dung Liên Nguyệt bản thân, dù là diễn xuất, cùng nàng thành thân cũng rất xấu hổ. Thông hướng Tây Nam vực quan lộ phía trên, một cỗ xe ngựa phi nhanh mà đi. Đây không phải xe ngựa, bởi vì chiếc xe phi nhanh cũng không phải là lập tức, mà chính là một đầu bộ lông màu tím con báo, con thú này chính là ngũ phẩm yêu thú bên trong tốc độ chạy nhanh nhất. Tay lái xe cũng không phải phổ thông võ giả, mà chính là Tiền Như Sơn, chỉ nhìn tiểu tử này nhàn nhã ngồi đấy, thỉnh thoảng ngáp. Tiền Như Sơn 3 năm tu luyện, không chỉ có dung hợp hai loại tốc độ hình thể chất, đồng thời cũng cùng dã thú hòa mình, đầu này tử báo cũng là hắn thuần phục. Trong xe, có 3 người, theo thứ tự là Trầm Hạo, Mộ Dung Liên Nguyệt cùng Nhược Lan. Bầu không khí có chút xấu hổ, bởi vì Trầm Hạo ngồi tại sát cửa, không nói lời nào, Nhược Lan cũng là một mực cúi đầu, gương mặt ửng đỏ. Nếu là lúc trước, hai người có lẽ còn có thể nói chuyện với nhau vài câu, nhưng bây giờ, thân phận lại là vợ chồng, cái này cũng có chút không thả ra. Mộ Dung Liên Nguyệt thì không có câu nệ như vậy, lên một cái rồi biến mất phong cảnh, thỉnh thoảng lôi kéo Nhược Lan góc áo vui cười nói chuyện với nhau. Trầm Hạo đánh vỡ trầm mặc, nói, lần này ta sẽ rời đi nửa năm. Mộ Dung Liên Nguyệt nói, Hạo ca, nửa năm sau thập phương luận chiến, ngươi nhưng là nhất định muốn mang ta đi. Trầm Hạo gật đầu, sau đó nhìn về phía Nhược Lan, nói, đế quân thành mấy cái kia gia tộc, hẳn là không lại làm khó dễ Nhược gia đi. Nhược Lan nói, gia phụ hai ngày trước gửi thư nói, Hoàng phủ gia cùng Phương gia bọn họ đã đem mấy chỗ Hoàng Kim môn cửa hàng nhường cho ta Nhược gia đến kinh doanh. Trầm Hạo cười cười, Hoàng phủ gia cùng Phương gia coi như có ánh mắt kinh nghiệm. Nói tới chỗ này, bầu không khí lần nữa biến đến lúng túng. Một đường lên, hai người không nói thêm gì nữa, mãi đến đuổi tới phong vũ học phủ. Đem hai nữ an trí thỏa đáng, Trầm Hạo vốn định thuận đường đi tìm Tô Tô tỷ cùng Dung Nhi sư muội ôn chút chuyện, nhưng từ Quan Vân Túc trong miệng biết được, các nàng đã rời đi học phủ xuất ngoại tu luyện, lúc này mới coi như thôi cáo từ. Sự tình đều an bài thỏa, Trầm Hạo vốn định thuận đường đi tìm Tô Tô tỷ cùng Dung Nhi sư muội ôn chút chuyện, nhưng từ Quan Vân Túc trong miệng biết được, các nàng đã rời đi học phủ xuất ngoại tu luyện, lúc này mới coi như thôi cáo từ. Sự tình đều an bài thỏa, Trầm Hạo cùng Tiền Như Sơn lần nữa trở về, lần này bọn họ cũng không có mang lấy xe ngựa, mà chính là trực tiếp thi triển thân pháp theo 10.000 dặm sơn lâm phi nhanh. Tiền Như Sơn hai loại thể chất bạo phát, tốc độ phát huy vô cùng tinh tế. Trầm Hạo theo sát sau, được nha, Tiền Như Sơn quay đầu nhếch miệng cười nói, có thể đuổi được ta bộ pháp. Trầm Hạo cười nói, muốn hay không so một chút, người nào trước đến Thiên Cổ Thành. Được, Tiền Như Sơn sảng khoái đáp ứng. Thế mà, vừa dứt lời, Trầm Hạo tốc độ bỗng nhiên bạo phát, nhân hóa làm một đạo lưu quang tiến lên, cuốn lên vô số bụi đất cùng lá rụng. Ta đi, Tiền Như Sơn trừng to mắt, một lát sau khi hết khiếp sợ, không dám thất lễ, triệt để buông ra tốc độ, hóa thành một trận gió đuổi theo. Huynh đệ hai người triển khai một trận phương diện tốc độ quyết đấu. 10.000 lát sau khi hết khiếp sợ, không dám thất lễ, triệt để buông ra tốc độ, hóa thành một trận gió đuổi theo. Huynh đệ hai người triển khai một trận phương diện tốc độ quyết đấu. 10.000 dặm trong núi rừng, hai đạo lưu quang lẫn nhau giao thoa, thỉnh thoảng siêu việt, thỉnh thoảng bị vượt lại, cây cối cùng bụi đất tại cuồng phong bao phủ phía dưới chập chờn bay loạn, vô số hung thú giống như là chấn kinh chim chóc, hoảng hốt chạy bừa chạy trốn. Cuối cùng, đi qua mấy canh giờ chiến đấu, Trầm Hạo trước một bước dừng ở Thiên Cổ Thành bên ngoài, Tiền Như Sơn thì chậm nửa nhịp chạy đến. Vù vù, Tiền Như Sơn khom người, đầu đầy mồ hôi, theo Tây Nam vực đến Tây vực, ngàn dặm đường trình, ngắn ngủi mấy canh giờ chạy đến, tiêu hao thể lực cùng chân khí không thể nghi ngờ là to lớn. Hao tổn, chuột, ngươi chạy thế nào nhanh như vậy? Tiền Như Sơn thở phì phò, trong lòng đã triệt để sụp đổ. Trầm Hạo chân khí hao phí muốn xa xa lớn hơn Tiền Như Sơn,
đã không còn khí lực mở miệng nói chuyện, chỉ có thể đưa ra một cái mỉm cười. Nói thật, dựa vào huyễn ảnh mê tung, Trầm Hạo khẳng định không chạy nổi tiền như sơn. Hôm sau, Trầm Hạo năm người lặng lẽ rời đi Thiên Cổ Thành. Hoa Lăng do thân phận hạn chế cũng không có tiễn đưa, chỉ là tại trong tẩm cung yên lặng vì Trầm Hạo bọn người chúc phúc, hy vọng bọn họ chuyến này có thể yên ổn trở về. Hạo Nguyệt Đế Quốc Đô Thành, làm Trầm Hạo huynh đệ năm người lên đường một khắc này, Diệp Tiêu đứng tại phía trước cửa sổ, ánh mắt nhìn về phía đông, nỉ non nói chuột, lần lịch lãm này, ta không thể cùng các ngươi đi. Đông vực, Thanh Thủy Thành, Trầm Hạo năm người ngày đêm lên đường, cuối cùng tại 3 ngày sau đi tới nơi này. Căn cứ Hoa Lăng cung cấp tư liệu, muốn đi trước Thú Thần Chi Đảo, nhất định phải tại nước trong thành xuất phát, bởi vì nơi này là đông vực lớn nhất bến cảng lớn, có phong phú thủy thủ cùng nhất lưu thuyền. Trầm Hạo bọn người vừa mới đặt chân, chuẩn bị tìm kiếm viễn độ đại hải thuyền chỉ, nghe ngóng có quan hệ Thú Thần Chi Đảo tin tức, lại gặp phải một chuyện phiền toái, cái kia chính là chỗ này ngư dân nghe xong, Thú Thần Chi Đảo, 4 chữ, ao ao hiển hiện sợ hãi chi sắc, ngậm miệng không nói. Ngư dân, đem đao gác ở trên cổ, dã man bước hỏi tới.